chương 1361, chém giết. Tiêu Viêm nhìn hai đạo thân ảnh chậm rãi bước ra từ hư không, sắc mặt hai người hôn nhai cùng hồn lệ đều trầm xuống, lạnh lùng nói: "Thân hình Tiêu Viêm và Huân Nhi trôi nổi giữa không trung, ánh mắt mang theo chút đồ cợt khi nhìn về phía hai người bên dưới, nói: "Hai năm không gặp, xem ra các ngươi vẫn rất khỏe a." À. Sắc mặt hồn nhai cực kỳ âm trầm, ánh mắt cẩn thận đảo qua xung quanh. Một lát sau, khi không phát hiện ra vị cường giả thần bí ngày đó, trong lòng hắn mới lặng lẽ thở vào nhẹ nhõm một hơi, cười lạnh nói, tiêu viêm, đừng quá kiêu ngạo. Mặc dù trong thiên mộ này, chúng ta không làm gì được ngươi, nhưng đợi lúc ra ngoài, dù sớm hay muộn, ta cũng sẽ cho ngươi biến thành một con chó nhà có tang. Nếu đã vậy, cứ cho hai người các ngươi chôn sắc vĩnh viễn tại đây là tốt nhất. Ta nghĩ, lấy thực lực của các ngươi, dù có chết ở đây thì chắc cũng sẽ trở thành năng lượng thể trừng bát tinh chứ nhỉ. Tiêu viêm mỉm cười, nhưng lời hắn nói ra lại làm cho hai người hồn nhai lạnh gáy bát tinh năng lượng thể ở tầng thứ ba này cơ bản là thuộc về tầng lớp thấp nhất nếu hai người bị biến thành như vậy thậm chí còn không thống khoái bằng chết quách đi cho xong người đánh giá bản thân mình quá cao rồi đấy hồn nhai híp mắt lại lạnh lẽo nói trải qua lần giao thủ trước hai người bọn họ cũng hiểu được việc mình không thể làm gì nổi tiêu viêm cùng huân nhi nhưng tương tự nếu bọn họ muốn thoát thân hai người tiêu viêm cũng chẳng đủ thực lực để mà cản lại thật sao tiêu viêm mỉm cười nhẹ giọng nói Tên phế vật của một chủng tộc đã suy tàn, như ngươi có tư cách gì mà đứng đây cùng vọng? Nếu không ỷ vào thực lực của nữ nhân kia, không biết cái mạng nhỏ của ngươi đã mất bao nhiêu lần rồi." Hồn Lệ quát lạnh châm chọc, sát ý trong mắt cực kỳ nồng đậm. Nếu không phải kiêng kỵ Huân Nhi, hắn đã sớm ra tay đánh nát tên đáng chết trước mặt này rồi. "Không nên vọng động, nếu bọn chúng dám xuất hiện thì tự nhiên sẽ có chút chắc chắn, cứ rút lui đã." Hồn Nhai lại có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Mặc dù đối phương chỉ xuất hiện hai người, nhưng trong lòng hắn vẫn mơ hồ cảm thấy sự bất an, lập tức giữ lấy hồn lệ, trầm giọng nói, nghe hồn nhai nói vậy, hồn lệ chần chờ một chút, sau đó chỉ có thể không cam lòng gật gật đầu, lạnh lùng nói, "Tiêu Viêm, cứ nhớ cho kỹ đấy, lần gặp tiếp theo cũng chính là lúc chúng ta huyết tẩy tinh vẫn cát." Vừa dứt lời, thân hình hai người hồn nhai cùng hồn lệ lập tức lùi mạnh về phía sau. Hai người Tiêu Viêm vốn đã sớm chú ý việc bọn chúng sẽ chạy trốn, đấu khí trong cơ thể cũng nhanh chóng vận chuyển có thể rời khỏi đây hay không cũng không phải quyền quyết định của các ngươi thấy hai người hồn nhai trượt lui lại tiêu viêm mỉm cười nhẹ giọng nói giao cho huynh khi âm tiết cuối cùng phát ra khỏi miệng thân hình tiêu viêm đã biến mất tại chỗ như quỷ mị thấy tiêu viêm biến mất trên khuôn mặt huân nhi cũng hiện lên một nụ cười xinh đẹp duyên dáng tiêu viêm bây giờ đã đạt đến bát tinh đấu tôn đỉnh phong so với hai người hồn nhai cảnh giới này chỉ có hơn chứ không kém bởi vậy tiêu viêm đã có thể dễ dàng xử lý cả hai tên này hừ, muốn chết. Khi thân hình tiêu viêm biến mất, hai người hồn nhai đều phát hiện ra. Hung mang trong mắt hồn lệ chợt lóe lên, thân hình đột nhiên dừng lại, hắc vụ bùng phát trên nắm tay, sau đó hung hăng công kích về mảnh hư không trước người. Khi nắm tay hồn lệ đánh về phía đó, một đạo, thân ảnh có chút hư ảo cũng từ từ hiện ra. Cánh tay thon dài đưa lên, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay phủ đầy hắc vụ của hồn lệ. Khi quyền trưởng giao nhau, hỏa diễm kinh khủng trào ra từ lòng bàn tay tiêu viêm những tiếng suy suy không ngừng vang lên đốt cháy toàn bộ hắc vụ trên nắm tay của hồn lệ hai năm nay ngươi chỉ có chút tiến bộ như vậy sao thật làm cho người ta thất vọng bàn tay tiêu viêm cứng rắn như sắt thép dù cho hồn lệ có dãy dụa thế nào cũng không chút lay động nhìn khuôn mặt của tên kia tiêu viêm chậm rãi lắc đầu cánh tay hơi rung lên bàn tay quỷ dị vòng qua nắm đấm của hồn lệ nhanh như chớp giật oanh kích trên ngực hắn ngay khoảnh khắc tiếp xúc đấu khí chợt bùng phát ra như núi lửa phun trào bạn đang đọc chuyện được lấy tại chấm cơm bành kinh khí hung hãn đánh thẳng lên lồng ngực hồn lệ mà ăn một đòn nghiêm trọng này sắc mặt hồn lệ trắng bệch xuống mồm phun máu tươi thân thể hắn bay ngược ra xa như diều đứt dây kéo lê trên mặt đất hơn trăm thước mới từ từ dừng lại bát tinh đấu tôn nhìn hồn lệ đang dãy dụ muốn bò dậy từ trong rãnh đất trên mặt hồn nhai cũng đột nhiên hiện lên vẻ kinh hãi hai mắt mở lớn khó tin nhìn về phía tiêu viêm vừa xong khí tức bộc phát ra từ trên người tiêu viêm đã đạt tới cảnh giới bát tinh, vả lại, cường độ của khí tức này thậm chí đã mạnh hơn cả hắn. Sao có thể? Khóe môi hồn nhai hơi giật giật, gần như là gào thét lên trong lòng. Hai năm ngắn ngủi, bọn họ không tăng nổi đến nhất tinh, mà tiêu viêm lại trực tiếp nhảy từ lục tinh đấu tôn lên bát tinh đấu tôn. Chênh lệch giữa hai bên cao đến như vậy, làm cho hồn nhai thật sự có chút không thể tiếp nhận. Đến lượt ngươi, lấy thế xét đánh không kịp bưng tay giải quyết hồn lệ, Tiêu viêm nhìn về phía hồn nhai, cười nhạt nói. Thấy ánh mắt tiêu viêm trông lại, hai tay hồn nhai nhanh chóng kết xuất thành từng đạo ấn quyết. Mà theo đó, trên vùng chán hắn, một đạo tộc văn kỳ dị cũng nhanh chóng xuất hiện. Tuy không biết vì sao thực lực của ngươi lại tăng vọt như vậy, nhưng muốn giữ chân ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tộc văn hiện lên, khí tức của hồn nhai tăng mạnh, áo bào không gió mà bay, những tiếng kêu gào thảm thiết của nhiều linh hồn không ngừng truyền ra từ cơ thể hắn. Tuy thực lực của tiêu viêm tăng mạnh, nhưng vẫn chưa đủ để làm cho hồn nhai sợ hãi. Lúc trước, hồn lệ chịu thiệt do khinh suất, ngay cả tộc văn cũng chưa gọi ra, đã phải chịu công kích trí mạng đến như vậy. Nếu không, tiêu viêm cũng chẳng thể xử lý hồn lệ nhanh đến vậy. Vì thế, hắn tin tưởng, chỉ cần hắn cẩn thận một chút, tiêu viêm muốn giữ chân hắn cũng không phải việc đơn giản. Tuy triệu hồi tộc văn ra, nhưng hồn nhai cũng không có ý định khổ chiến. Một bên vẫn còn có huân nhi mạnh hơn hắn đang như hổ rình mồi. Nếu nàng ra tay, hắn biết mình sẽ chết chắc vì vậy hồn nhai lập tức xoay người thừa dịp đấu khí trong cơ thể tăng vọt hóa thành một đạo lưu quang lướt mạnh về phía xa hồn lệ yên tâm thù này ta sẽ giúp ngươi đòi lại gấp trăm ngàn lần thân hình vọt mạnh đi hồn nhai cắn răng nói nhưng khi mấy lời này của hồn nhai vừa được thốt ra thân hình đang lướt đi của hắn chợt khựng lại ánh mắt âm độc nhìn về phía trước nơi đó một đạo thân ảnh sau lưng có cốt rực màu trong suốt đang lăng không mà đứng vẻ mặt hài hước trêu chọc rõ ràng chính là tiêu viêm thấy tiêu viêm thần không biết quỷ không hay xuất hiện trước mặt mình trong lòng hồn nhai cũng trầm xuống nhưng hắn không trần trừ quá lâu bàn chân đạp mạnh vào hư không đấu khí trong cơ thể hoàn toàn bùng phát mang theo một cỗ uy áp năng lượng cực kỳ kinh khủng dữ dội lướt về phía tiêu viêm thấy vẻ liều mạng này của hồn nhai khuôn mặt tiêu viêm cũng không có biến hóa gì quá lớn thân hình không chỉ không lùi mà còn bước nhanh về phía trước ánh mắt bình thản nhìn cỗ năng lượng đang nhanh chóng phóng đại kia tiêu viêm chịu chết đi thấy tiêu viêm không tránh không né, trong lòng hồn nhai cũng có chút vui mừng. Hắn đã thi triển ra tộc văn, cho dù là cường giả bát tinh đấu tôn đỉnh phong cũng không dám đối mặt trực diện. Hành vi như vậy của tiêu viêm, không thể nghi ngờ là đang tự tìm đường chết. Suy, tốc độ của hồn nhai cực kỳ nhanh, dường như chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt tiêu viêm, cuồng phong ép tới, đem áo báo của tiêu viêm thổi bay phần phật. Mà hữu trưởng hắn cũng nhanh chóng nắm thành quyền, đấu khí mênh mông trong cơ thể đều hội tụ trên nắm tay, một quyền hung hăng đánh ra, phanh. Theo một quyền này của hồn nhai đánh ra, không gian trước mặt đột nhiên vỡ vụn. Một vết rách không gian đen nhánh lớn chừng nửa trượng chợt lan tràn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, đây chính là kết cục của thói kiêu ngạo đấy. Nếu có kiếp sau, nên nhớ tới điều này trước khi giao thủ với người khác. Nắm tay ẩn chứa kinh phong kinh khủng đánh mạnh về phía Tiêu Viêm. Dưới khoảng cách này, dù tốc độ của Tiêu Viêm có nhanh đến thế nào thì cũng không thể tránh né. Bởi vậy, trên mặt hồn nhai hiện lên một nụ cười lành lạnh nhìn nụ cười lạnh trên mặt hồn nhai, rốt cục ánh mắt đạm mạc của tiêu viêm cũng xuất hiện chút dao động. Khóe môi hơi cong lên, trên mi tâm hắn, quang mang màu tím hồng bỗng lóe sáng. Cuối cùng, một đạo tộc văn kỳ dị chậm rãi xuất hiện. Tộc văn tiêu tộc, ngay khoảnh khắc tộc văn hiện lên, trong lòng hồn nhai chấn động, một cảm giác bất an bỗng trỗi dậy. Kết thúc rồi, nhìn khuôn mặt lạnh lẽo gần trong gang tấc kia, tiêu viêm mỉm cười, hữu quyền nắm lại, đấu khí trong cơ thể đột nhiên trào ra ngoài như nước lũ. Oanh, hai quyền chạm nhau, tiếng nổ kinh thiên động địa như sấm giữa trời đêm đột nhiên vang lên trong mảnh thiên địa này. Trên mặt đất, từng vết nứt lớn chừng một trượng nhanh chóng lan tràn ra như mạng nhện. Suy. Trong sóng năng lượng ngập trời, một bóng đen đột nhiên bay ngược ra và mạnh xuống mặt đất, những tảng đá lớn phía dưới trực tiếp nổ tung thành bụi phấn. Phụt. Trong đám đất đá, một ngụm máu tươi có chứa cả những mảnh nội tạng phun ra từ trong miệng hồn nhai. Cảm nhận sinh cơ đang mau chóng biến mất trong mắt hắn rốt cục cũng hiện lên vẻ sợ hãi cùng hối hận. Trên bầu trời, đạo thân ảnh cao gầy kia chậm rãi hiện lên, thản nhiên nhìn hồn nhai đang dãy dụa phía dưới, sau đó hơi lắc lắc đầu, đi về phía đạo thân ảnh xinh đẹp đang đứng chờ phía xa. Yên tâm, về sau sẽ có rất nhiều người của hồn tộc đoàn tụ cùng các ngươi. Khi hai mắt của hồn nhai dần bị bóng tối bao phủ, một câu nói đạm mạc cũng nhẹ nhàng truyền vào tai hắn. Chương 1362, rời khỏi thiên mộ. Trong đại điện yên tĩnh, không gian đột nhiên vặn vẹo, hai đạo thân ảnh một nam một nữ chậm rãi hiện ra cuối cùng đáp xuống đại điện đây đúng là tiêu viêm và huân nhi đã giết chết hai người hồn nhai tất cả quá trình của lần giao phong này đều rất chớp nhoáng hai lần ra tay tiêu viêm đều dùng toàn lực lấy thủ đoạn mạnh mẽ như sấm xét giải quyết hồn lệ sau đó giết chết hồn nhai hai người hồn nhai đều là bát tinh đấu tôn nếu liên thủ lại dù là một cửu tinh đấu tôn bình cũng rất khó có thể làm gì được cả hai nhưng lần này chúng lại chịu thiệt vì trở tay không kịp bị tiêu viêm nhanh như chớp giết chết một người. Nếu không, để đến khi cả hai hoàn toàn liều mạng thì trận chiến cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Mà sau khi giết chết hai người hồn nhai, Tiêu Viêm và Huân Nhi cũng ở bên ngoài thêm vài ngày, sau đó mới quay trở lại tòa đại điện cổ xưa này. Quay lại rồi sao? Khi hai người Tiêu Viêm vừa xuất hiện trong đại điện, thân ảnh của Tiêu Huyền bỗng hiện lên trước mặt họ, lão thản nhiên cười, cũng không hỏi kết quả của việc kia. Khẽ nắm tay lại, một vật màu đen chợt xuất hiện, sau đó tiện tay ném cho Tiêu Viêm cầm đi đây là viễn cổ trùng hoàng y thứ này có thể thu vào cơ thể hơn nữa tùy thời biến ảo thành quần áo bình thường tuy nó liên tục cần đấu khí để duy trì nhưng có thể phòng bị được tất cả những đòn tập kích bất ngờ tiêu viêm tò mò đưa tay đón lấy vật màu đen kia vừa cầm vào một cảm giác mềm mại như lụa bỗng chuyển đến làm hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái nhỏ một giọt máu lên đó là có thể thu vào trong người tiêu huyền cười nhắc nhở nghe vậy tiêu viêm cũng tích một giọt máu lên vật màu đen này theo lời tiêu huyền máu vừa được nhỏ vào vật màu đen nhất thời uốn éo sau đó dung nhập vào lòng bàn tay tiêu viêm như một luồng chất lỏng nương theo vật kia dung nhập tiêu viêm nhất thời cảm giác được một luồng năng lượng kỳ dị bám dưới da tay mình như mạng nhện sau đó bắt đầu trải rộng ra tất cả các ngõ ngách trên cơ thể trong lòng lập tức máy động ánh sáng màu đen nhạt trượt trào ra từ dưới da sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành một bộ quần áo màu đen không quá nổi bật đây là viễn cổ trùng hoàng y sao quả nhiên thần kỳ đưa tay vuốt ve bộ áo đen trên người tuy chất vải nhìn như mềm mại nhưng lại mang đến cho tiêu viêm một cảm giác cực kỳ vững chắc hắn lập tức bột miệng khen ha ha ở thời viễn cổ viễn cổ trùng hoàng y này gần như là một vật không thể thiếu của các cường giả đặc biệt là trùng hoàng y luyện chế từ trùng hậu giá trị của nó thậm chí còn không gì thiên giai đấu kỹ đã vậy lại rất hiếm gặp nữa dù sao thứ cường hãn như trùng hậu này không phải nói bắt là bắt được Tiêu Huyền vuốt râu cười. Tiêu Viêm gật gật đầu, tuy viễn cổ trùng hoàng y này phải liên tục tiêu hao đấu khí, nhưng mức độ tiêu hao này lại chẳng thấm vào đâu với người có chuẩn thiên giai công pháp như Tiêu Viêm. Bởi vậy, trùng hoàng y này có thể luôn tồn tại trên người hắn, như thế không chỉ ngăn cản được những tình huống bị đánh lén, mà còn giảm thiểu được vô số phiền phức. Tính thời gian, hôm nay hẳn là ngày các ngươi phải rời khỏi Thiên Mộ. Nhìn Tiêu Viêm đang không ngừng vuốt ve trùng hoàng y, Tiêu Huyền mỉm cười, trầm mặc một lát sau đó đột nhiên nói, nghe được lời này, ánh mắt Tiêu Viêm cũng rời khỏi trùng hoàng y, khẽ gật đầu. Tiêu Huyền khẽ thở dài một tiếng, nhưng lại không nói gì. Trong lúc, nhất thời, bầu không khí trong đại điện có chút nặng nề. Ai, cuối cùng vẫn phải rời khỏi thôi. Bây giờ ngươi đã là hy vọng duy nhất của Tiêu tộc, thật lâu sau, Tiêu Huyền lắc đầu cười, vỗ vỗ lên vai Tiêu Viêm, nói, nhóc ta sẽ chờ ngươi tiếp tục tiến vào thiên mộ. Đến lúc đó, cũng đừng làm ta thất vọng a. À. Tổ tiên, xin người yên tâm. Nếu chưa đạt tới Đấu Thánh, Tiêu Viêm không có mặt mũi nào đến gặp ngài." Tiêu Viêm trầm giọng nói. Trên mặt Tiêu Huyền tràn đầy vẻ vui mừng, chậm rãi gật đầu. Ở bên cạnh nhìn hai người nói chuyện, một lát sau, Huân Nhi đột nhiên nhẹ giọng nhắc, "Tiêu Viêm ca ca, đã tới lúc rồi." Hai người đang trò chuyện vui vẻ, nghe Huân Nhi nói vậy thì đều ngừng lại. Tiêu Viêm hơi trầm mặc, sau đó ông quyền cúi người thật sâu với Tiêu Huyền. "Ai, nhóc, tương lai của Tiêu tộc nhờ vào ngươi cả đấy." Tiêu Huyền mỉm cười, nhẹ giọng nói, Tiêu Viêm gật mạnh đầu, vừa muốn nói chuyện thì lại đột nhiên cảm thấy không gian quanh mình chợt dậy sóng, một lực hút không thể kháng cự bỗng truyền ra, phảng phất như muốn mạnh mẽ nuốt chửng hắn vào không gian vậy. Tổ tiên bảo trọng, nhất định Tiêu Viêm sẽ tìm ra cách giúp ngài thoát khỏi đây. Cảm nhận được lực hút này, Tiêu Viêm cũng biết, kỳ hạn 3 năm đã tới, Thiên Mộ đã muốn đá tất cả bọn họ ra ngoài rồi. Tiêu Viêm vừa dứt lời, không gian quanh người hắn đột nhiên vỡ ra một lỗ hổng lớn, lập tức nuốt chửng lấy cả hai người Tiêu Viêm. Nhìn về nơi họ biến mất, Tiêu Huyền vui vẻ cười, sau đó khẽ thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, "Liệt tổ Liệt tông Tiêu tộc, nhất định các ngài phải phù hộ cho tên nhóc này a, à. Tiêu tộc hủy diệt hay chấn hưng, đều phải xem ở hắn." Trong rặng núi xanh um, nhiều đạo thân ảnh lơ lửng giữa bầu trời, chăm chú nhìn vào mảnh không gian đang vặn vẹo. "Thông Huyền trưởng lão, hôm nay hẳn là ngày cuối của kỳ hạn 3 năm." Trên bầu trời, một người quay sang hỏi vị lão giả áo xám bên cạnh phải thông huyền trưởng lão gật đầu ánh mắt nhìn về phía mảnh không gian kia cũng thoáng có chút khẩn trương lão biết rất rõ sự hung hiểm trong thiên mộ nếu mấy người trẻ tuổi của cổ tộc xảy ra chuyện gì đây tất nhiên sẽ là một tổn thất rất lớn đối với họ không biết người có tiến triển lớn nhất trong lần này sẽ là ai một vị trưởng lão cổ tộc vuốt râu cười cái này thì phải xem tạo hóa của chính họ suy khi mấy người này nói chuyện với nhau mảnh không gian nơi này đột nhiên vỡ ra một khe hở màu đen mấy đạo thân ảnh nhanh chóng vọt ra từ trong đó là người của lôi tộc xem ra bọn họ không có tổn thất gì thấy hai đạo thân ảnh xuất hiện đầu tiên này mấy người kia cũng chậm rãi gật đầu nhìn khí tức của họ rõ ràng là mạnh hơn không ít so với lúc chưa tiến vào thiên mộ xem ra cũng có thu hoạch không nhỏ người của dược tộc cũng ra rồi còn có viêm tộc sau hai người của lôi tộc sáu người khác cũng lao ra từ trong không gian khí tức của những người này đều khác biệt hẳn so với nửa năm trước đặc biệt là một người của thạch tộc càng trực tiếp đột phá thất tinh tiến vào bát tinh đấu tôn điều này làm cho không ít người đều có chút hâm mộ suy trong những ánh mắt soi mói một vết rách không gian đột nhiên hiện ra hai đạo thân ảnh từ từ xuất hiện sau đó trực tiếp rơi về phía mặt đất thấy thế các trưởng lão cổ tộc vội vàng phát ra một luồng nhu kình đỡ lấy đến giờ phút này bọn họ mới phát hiện ra hai đạo thân ảnh này đã hoàn toàn mất đi sự sống là hồn nhai và hồn lệ của hồn tộc không ngờ cả hai đều táng thân trong thiên mộ thấy một màn này không ít người đều biến sắc thông huyền trưởng lão cau mày trầm giọng nói nhìn hai cỗ thi thể trôi nổi trên bầu trời không ít người của cổ tộc đều có chút vui sướng khi người khác gặp họa cổ tộc và hồn tộc vốn không hợp nhau giờ đây lại thấy hai tên xui xẻo này táng thân trong thiên mộ trong lòng họ đều cảm thấy cực kỳ khoái trí mấy người đã từng vào thiên mộ kia cũng kinh ngạc nhìn thi thể của hai người hồn nhai sau đó chợt như hiểu ra điều gì Mặc dù Thiên Mộ rất hung hiểm, nhưng bọn họ cũng biết chỗ nào nên đi, chỗ nào không nên đi. Vậy tại sao hai người hồn nhai lại bỏ mạng trong đó được cơ chứ? Chỉ sợ việc này không đơn giản như vậy, Hỏa Huyễn thấp giọng lẩm bẩm. Ý ngươi là? Hai hàng liễu mi của Hỏa Trĩ hơi nhíu lại, nói: "Từ lúc tiến vào Thiên Mộ, hai người này đã muốn động thủ với Tiêu Viêm, mà trước khi chúng ta tụ tập, bọn họ lại đã giao thủ với hai người Tiêu Viêm rồi." Hỏa Huyễn nhẹ giọng nói: "Ngươi cho rằng Tiêu Viêm giết hai người họ?" Dù là cửu tinh đấu tôn cũng chưa chắc đã làm được điều này. Lấy thực lực của Tiêu Viêm, chỉ sợ, Hỏa Chỉ nói, ai biết được, hai tên này cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, chết đi cho đỡ chật đất. Hỏa Huyễn nhún vai, trong lòng chợt động, đưa mắt nhìn về mảnh không gian phía sau. Nơi đó, không gian bỗng rách ra thành một khe hở, bốn đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Mọi người đảo mắt nhìn, nhất thời đều thở phào một hơi, bốn người này rõ ràng là nhóm cổ thanh dương, đi ra từ vết rách không gian nhìn cảnh vật xanh tươi xung quanh, gặp lại những con người tràn đầy sức sống, bốn người cổ thanh dương không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Ba năm khổ tu này thật quá mức khó chịu. Hả? Đó là hồn nhai và hồn lệ. Ánh mắt bốn người cổ thanh dương, đột nhiên nhìn về phía hai đạo thân ảnh đang lơ lửng trên bầu trời. Tất cả đều lập tức sửng sốt, kinh ngạc nói. Đã chết, cổ thanh dương khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói. Ai ác như vậy? Cư nhiên có thể giải quyết hai tên âm độc này, cổ hoa kinh hãi nói bốn người trợn tròn mắt sau đó đưa mắt nhìn nhau một lúc sau tất cả không hẹn mà cùng thấp giọng nói tiêu viêm ngày đó tiêu huyền tiền bối cũng không ra tay lấy tính cách của hắn tất nhiên sẽ chẳng thèm ra tay với thứ tôm tép như hồn nhai mà hai tên này cũng rất giảo hoạt chắc chắn sẽ không đi trêu chọc những năng lượng thể không đối phó được nói như vậy thì chỉ còn báo thù mà thôi mà trong thiên mộ có thực lực giết chết bọn chúng cũng chỉ có bốn người chúng ta đồng thời ra tay nhưng hiển nhiên là chúng ta không có cơ hội này. Nếu tính như vậy, cổ chân lầm bẩm nói, thì chỉ còn có tiêu viêm và huân nhi, hai tên đó liên thủ với nhau, đủ để chiến đấu với cường giả cửu tinh. Tuy huân nhi rất mạnh, nhưng nếu bọn chúng muốn trốn thì cũng không phải việc khó, cổ thanh dương nhíu mày nói. Khi bọn họ đang nghi hoặc nhìn nhau, không gian phía trước lại đột nhiên dao động, hai đạo thân ảnh một nam một nữ chậm rãi bước ra từ hư không dưới sự chú ý của tất cả những người ở đây. Đó là tiêu viêm khí tức thật mạnh, khó trách khi hai đạo thân ảnh này xuất hiện, đồng tử một của mấy người cổ thanh dương đột nhiên co rụt lại, lẩm bẩm nói: "Một đồng tử, con ngươi." Chương 1363, Hồn Lâm. Dưới vô số ánh mắt của những người nơi đây, hai thân ảnh một nam một nữ chậm rãi bước ra từ hư không, sau đó lăng không đứng trên bầu trời. Gió nhẹ thổi qua, áo bò tóc đen bay bay, phẳng phất như một đôi thần tiên hiệp lữ vậy. Huân Nhi, nhìn cô gái áo xanh kia xuất hiện, mấy người thông huyền đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Giờ đây, Huân Nhi là người quan trọng nhất cổ tộc. Nếu nàng xảy ra điều gì ngoài ý muốn, thì sẽ là một tổn thất không thể bù đắp đối với cổ tộc. Đó là tiêu viêm sao. Cỗ khí tức này, ánh mắt của thông huyền trưởng lão hơi dừng lại một chút, sau đó đột nhiên chuyển sang thanh niên mặc trường bào màu đen bên cạnh. Trong lòng chợt xuất hiện một chút kinh hãi, lấy nhãn lực của lão, tự nhiên có thể nhìn ra khí tức của tiêu viêm, bây giờ đã đạt đến bát tinh đấu tôn so với nửa năm trước không biết đã mạnh hơn gấp bao nhiêu lần tăng đến tận tam tinh tốc độ thật là khủng khiếp một vài trưởng lão đưa mắt nhìn nhau trên mặt ai cũng chứa đầy vẻ rung động mặc dù thời gian trong thiên mộ dài hơn bên ngoài nhưng chỉ trong ba năm mà tăng đến tận tam tinh đây cũng là một việc rất khó tin ít nhất trong tất cả các ứng cử viên tiến vào thiên mộ từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên bọn họ thấy một người có được tiến triển kinh khủng đến vậy chẳng lẽ là vì mộ phủ của tiêu huyền thông huyền trưởng lão khẽ cao mày lão là người biết nhiều hiểu rộng bởi vậy sau một hồi trầm ngâm thì đã nhớ tới mộ phụ của tiêu huyền trong thiên mộ trong nhiều ánh mắt soi mói tiêu viêm và huân nhi trên bầu trời đưa mắt nhìn quanh một vòng sau đó hít sâu vài hơi bầu không khí thanh tân nơi đây ở trong thiên mộ và tòa đại điện cổ xưa ngột ngạt kia quá lâu phải nói không khí bên ngoài này là quá tuyệt vời đối với họ không ngờ ngay cả thi thể của hai người hồn nhai cũng bị truyền tống ra ánh mắt tiêu viêm đột nhiên dừng trên hai cỗ thi thể đang trôi nổi trên bầu trời hơi nhíu mày lẩm bẩm ha ha tiêu viêm huynh không ngờ chỉ mới không gặp hai năm thôi mà thực lực của ngươi đã đột phá đến đây rồi khi tiêu viêm đang lẩm bẩm hỏa huyễn dẫn theo hỏa Chỉ đi đến gần cười tủm tỉm chắp tay chúc mừng tiến triển của hỏa huyễn huynh cũng không chậm a à. tiêu viêm mỉm cười đáp lễ hắn có thể nhìn ra thực lực của hỏa huyễn cũng đã sắp đạt tới bát tinh đấu tôn đỉnh phong đâu thể so được với ngươi a à. Hỏa Huyễn cười khổ một tiếng, hai năm trước, Tiêu Viêm mới chỉ là lục tinh đấu tôn, mà hắn đã là bát tinh đấu tôn rồi. Nhưng bây giờ, tên kia lại trực tiếp nhảy vọt lên bát tinh đấu tôn đỉnh phong, mà hắn mới chỉ từ sơ kỳ gần đạt tới đỉnh phong. Mà nếu nói thẳng ra, thậm chí còn yếu hơn Tiêu Viêm một tầng nữa. Tiêu Viêm cười cười, hắn hiểu rằng, nếu không nhận được truyền thừa của Tiêu Huyền, thực lực của hắn cũng không thể đột nhiên tăng mạnh như vậy được. Chúc mừng. Khi Tiêu Viêm trò chuyện với Hỏa Huyễn, Bốn người Cổ Thanh Dương cũng đi tới, tất đều cười nói chúc mừng với người trước. Tiêu Viêm cũng mỉm cười đáp lại. Hai tên này cũng thật đen đủi. Liếc mắt nhìn hai cỗ thi thể lạnh như băng đang trôi nổi trên bầu trời kia, Cổ Thanh Dương đột nhiên thấp giọng nói, "Nghe vậy, khóe mắt Tiêu Viêm hơi giật giật, chợt kín đáo nói, xem như báo ứng, thấy Tiêu Viêm phản ứng như vậy, Cổ Thanh Dương đã có thể chắc chắn cái chết của hai người hồn nhai có liên quan đến hắn, lại thêm thực lực của Tiêu Viêm hiện giờ đã" tăng mạnh nếu liên thủ với huân nhi việc chặn giết hai người hồn nhai cũng không phải không thể chỉ sợ việc này sẽ có chút phiền phức hồn tộc cũng có người ở đây chờ hồn nhai và hồn lệ cổ thanh dương thấp giọng nói nghe vậy trong lòng tiêu viêm cũng máy động vừa muốn nói gì đó thì lại đưa mắt nhìn về phía xa nơi đó hai đạo hắc vụ đang nhanh chóng vọt đến như hắc long chỉ trong tích tắc đã xuất hiện bên cạnh hai cỗ thi thể lạnh như băng đang trôi nổi trên bầu trời hồn nhai hồn lệ hai đạo hắc vụ chợt khựng lại, hóa thành hai lão giả thân mặc hắc bào, bọn họ trợn mắt há mồm nhìn vào thi thể của hồn nhai và hồn lệ. Điều này thật giống như xét đánh ngang tai, bọn họ sao có thể nghĩ đến việc cả hai người tiến vào thiên mộ, của hồn tộc lại điều táng thân trong đó được cơ chứ? Thấy mắt của hai người này dần đỏ ngầu lên, đám người xung quanh vội vàng tránh xa ra, lo sợ hai lão giả này đột ngột nổi điên. Hô! Hai lão giả mắt đỏ ngầu, hơi thở thì hồng hộc như trâu, một lát sau, họ đột nhiên liếc nhau một cái, sau đó trực tiếp nhìn về phía tiêu viêm. Trước khi hồn nhai và hồn lệ tiến vào thiên mộ, bọn họ đã biết việc hai người này muốn giết chết tiêu viêm trong đó, nhưng tiêu viêm bây giờ vẫn còn khỏe mạnh, còn hai người kia thì đã trở thành hai cỗ thi thể. Suy luận từ những điều này, họ không khỏi lập tức liên tưởng ngay đến tiêu viêm. Tiêu viêm. Hai người hung hăng nhìn về phía tiêu viêm, một lúc lâu sau, một người rốt cục cũng không nén được sự giận dữ trong lòng mà quát lớn lên, giọng nói tràn ngập sát ít. Nghe vậy, tiêu viêm bình tĩnh đưa mắt nhìn lại, thản nhiên nói, có gì chỉ giáo? Giết người đền mạng. Sắc mặt lão giả áo đen này cực kỳ âm trầm, khi âm tiết cuối cùng vừa dứt, tay áo lão cũng vung lên. Một đạo xiềng xích màu đen trực tiếp xuyên thủng hư không, hung hăng bắn về phía Tiêu Viêm. Đối mặt với công kích đột ngột của lão giả này, Tiêu Viêm mặt không đổi sắc bước lên một bước, bàn tay tràn đầy hỏa diễm trực tiếp nắm lấy sợi xích kia, một đường lửa màu nâu tím bỗng chạy dọc theo thân xích, phản công về phía lão giả. Hừ, thấy Tiêu Viêm ra tay phản kích, lão giả này hừ lạnh một tiếng cánh tay trượt gồng lên hắc vụ âm hàn màu đen rít gào như hắc long cuốn dọc theo thân xích mà lên cuối cùng hung hăng va chạm với giải lửa màu nâu tím kia phanh khoảnh khắc khi hỏa diễm và hắc vụ tiếp xúc kinh khí cường hãn trực tiếp chấn vỡ sợi xích một luồng kình phong trượt trào ra từ nơi tiếp xúc bả vai tiêu viêm rung lên hóa giải lực lượng của cỗ kình phong mà lão giả áo đen kia lại lào đào lùi về sau một bước hiển nhiên trong lần giao phong này lão là người rơi xuống hạ phong Lão già này, làm người thì cũng đừng nên mặt dày như vậy chứ." Tùy tiện vứt bỏ đoạn xích trong tay, Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn chằm chằm lão già áo đen, cười lạnh nói, "Lão già cố gắng ổn định thân hình, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thực lực của lão cũng ở chừng bát tinh đấu tôn, nhưng không ngờ lại không chiếm được chút ưu thế nào khi đối mặt với Tiêu Viêm." "Hồn Lâm, đây là cổ giới, đừng càn rỡ như lúc còn ở hồn giới của các ngươi." Thông Huyền trưởng lão cũng hơi nhíu mày, trầm giọng nói, "Hừ." thông huyền người của hồn tộc ta chết ở đây các ngươi cũng không tránh khỏi liên quan đâu lão giả tên hồn lâm kia tức giận nói tiêu viêm ta thấy ngươi nên ngoan ngoãn theo chúng ta về hồn tộc nếu ngươi không phải hung thủ sát hại hai người hồn nhai tất nhiên chúng ta sẽ không làm khó ngươi lão giả còn lại cũng mở miệng quát lạnh thật hoang đường nghe vậy tiêu viêm phì cười một tiếng hai lão giả này cũng thật ngu ngốc ngay cả lời như vậy cũng nói ra được hai vị thiên mộ vốn là nơi nguy hiểm trùng trùng không ai dám cam đoan có thể an toàn ra khỏi đó nếu các ngươi không có bằng chứng xác đáng chứng minh tiêu viêm ca ca là hung thủ thì cũng đừng có xuất thủ lung tung dù sao nơi này cũng là cổ giới của cổ tộc chúng ta mỹ mâu của huân nhi nhìn về phía hai người hồn lâm thản nhiên nói mặt khác việc này cũng không dừng ở đây được trong thiên mộ hai người hồn nhai đã từng âm thầm ra tay ám hại mấy người chúng ta việc này có lẽ còn cần một lời giải thích của hai vị nghe được lời này của huân nhi tất cả ánh mắt ở đây đều đổ dồn về phía hai người hồn lâm vì ở đây hầu hết là người của cổ tộc nên những ánh mắt này đều mơ hồ có chút địch ý bạn đang đọc truyện được copy tại hồn lâm những lời huân nhi nói đều là sự thật sao sắc mặt thông huyền trưởng lão dần lạnh xuống đứa mắt nhìn hai người hồn lâm trầm giọng quát huân nhi là người sở hữu tuyệt phẩm huyết mạch có thể nói bây giờ nàng là người quan trọng nhất cổ tộc nếu hai người hồn nhai dám ra tay với nàng dù có hậu quả gì đi chăng nữa chắc chắn lão cũng sẽ cho hai người bọn chúng một bài học khó quên. Thấy Huân Nhi hỏi ngược lại, sắc mặt hai người hồn lâm chợt biến đổi. Bọn họ cũng không ngờ rằng hồn nhai và hồn lệ lại lớn mật đến vậy, cư nhiên dám ra tay với mấy người Huân Nhi trong thiên mộ. Nhưng ở thời điểm này, tất nhiên bọn họ cũng không thể thừa nhận, lập tức quát lạnh, hừ, cường từ đoạt lý, các ngươi cố tình muốn tạo hiểm khích sao. Dù gì nơi này cũng là cổ giới, hai người chúng ta không làm gì được, nhưng tên nhãi tiêu viêm kia, Người nhớ kỹ cho lão phu, mối thu của hai người hồn nhai, hồn tộc ta chắc chắn sẽ trả đủ. Sắc mặt tiêu viêm cực kỳ bình tĩnh, thản nhiên nói, lời của hai vị, ta sẽ nhớ kỹ trong lòng. Thấy tiêu viêm như vậy, ánh mắt hai người hồn lâm càng thêm phần âm lãnh. Nhưng bọn họ cũng hiểu được, không kể đến mấy người cổ tộc ở đây, chỉ riêng tiêu viêm bây giờ thôi bọn họ đã không làm gì nổi rồi. Chỉ có thể vung tay nhặt xác hai người hồn nhai lên, hóa thành hai bóng đen lướt về phía lối vào cổ giới. Nhìn hai đạo thân ảnh dần đi xa, trong mắt tiêu viêm cũng xẹt qua chút lãnh mang, chợt đảo mắt qua xung quanh, lại phát hiện mấy người tiểu y tiên đều đã không còn ở đây. Phát hiện này làm tiêu viêm không khỏi nhíu mày, hắn rất hiểu, nếu không có việc gì đặc biệt, mấy người tiểu y tiên chắc chắn sẽ cử một người ở lại chờ hắn đi ra. Hay tinh vẫn các đã xảy ra chuyện gì? chương 1364, thú nhận. Thấy bóng dáng hai người hồn lâm đã đi xa, thân hình thông huyền trưởng lão trợt động, xuất hiện trước mặt Huân Nhi, nói, Huân Nhi, không sao chứ, Huân Nhi khẽ lắc đầu, tiêu viêm bên cạnh hơi chần chờ một chút, chắp tay nói, thông huyền trưởng lão, không biết mấy người tiểu y tiên đâu rồi. Sau khi các ngươi tiến vào thiên mộ chừng ba tháng thì bọn họ đã rời đi, có lẽ là quay lại tinh vẫn cát, nhưng lại không nói rõ đã xảy ra việc gì, chỉ nhắn cho ngươi là sau khi ra khỏi thiên mộ thì quay về tinh vẫn cát ngay. Thông huyền trưởng lão trầm ngâm một chút, nói. Nghe được lời này, tiêu viêm cũng hơi nhíu mày lại, sau đó liền gật đầu, nhìn sang huân nhi nói sợ rằng đã có chuyện gì đó xảy ra chắc huynh không ở lại cổ tộc quá lâu được muội có muốn đi cùng huynh không nghe vậy huân nhi hơi trầm ngâm khi nàng vừa muốn gật đầu thông huyền trưởng lão vội vàng lên tiếng ngăn cản huân nhi gần đây trong tộc có đại sự sau khi bàn bạc trưởng lão viện đã quyết định ngươi không thể rời khỏi cổ giới sao lại như vậy huân nhi nhíu đôi lông mày kẻ đen lại hỏi thông huyền trưởng lão hơi trần trừ một chút nhìn thoáng qua tiêu viêm vừa muốn nói gì huân nhi lại đột nhiên cắt ngang thông huyền trưởng lão có việc gì thì ngài cứ nói đi ở đây không có người ngoài thấy huân nhi nói vậy thông huyền trưởng lão chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu nhẹ giọng nói linh giới đột nhiên đóng cửa rồi linh giới đóng cửa tiêu viêm và huân nhi đều ngẩn người sắc mặt người sau trượt biến đổi là linh tộc thấy sắc mặt biến hóa của huân nhi tiêu viêm trầm ngâm một chút cũng hiểu được linh giới này chỉ sợ chính là không gian của linh tộc một trong viễn cổ bát tộc. Tại sao linh giới lại đóng cửa đột ngột đến vậy? Khó trách lần thiên mộ mở ra này lại không có người của họ. Huân Nhi nhíu mày, nói. Điều này thì không rõ lắm, chúng ta đã phái cường giả điều tra, nhưng không thu được chút manh mối nào cả. Mảnh không gian trước kia của linh giới cũng hoàn toàn biến mất, ngay cả các trưởng lão đến thăm dò cũng không phát hiện ra điều gì khác lạ. Giống như linh giới đã hoàn toàn biến mất vậy. Thông huyền trưởng lão co mày nói. Hiển nhiên, việc quỷ dị như vậy cũng làm lão rất khó hiểu bạn đang đọc truyện được copy tại phong tỏa không gian, ẩn tàng hoàn toàn. Nếu không gặp việc cực kỳ lớn liên quan đến tổn vong của tộc, chắc chắn họ sẽ không làm như vậy. Hay linh tộc gặp phải rắc rối gì đó mà ngay cả họ cũng không thể giải quyết. Huân Nhi nhẹ giọng lẩm bẩm nói, cái này thì không rõ ràng lắm, tuy những năm gần đây linh tộc có dấu hiệu suy tàn, lại rất ít giao tiếp với chúng ta, nhưng dù sao thì nội tình của họ vẫn cực kỳ hùng hậu. Muốn ép họ đến bước phải tự phong bế không gian như vậy, dù là cổ tộc chúng ta cũng không làm nổi. Trên mặt thông huyền trưởng lão có chút lo lắng, nói, về việc này, mấy người tộc trưởng đang toàn lực điều tra. Nếu linh tộc xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng phải đề phòng nhiều hơn. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, ngươi không thể rời khỏi cổ giới. Huân Nhi hơi mím môi, nét mặt cũng có phần ngưng trọng. Đây là lần đầu tiên nàng nghe về việc một bộ tộc, cũng nằm trong viễn cổ bát tộc lại dùng đến không gian phong tỏa, tự ẩn tàng chính mình. Việc nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người này, làm trong lòng nàng có cảm giác nặng trịch như bị một tảng đá lớn đè lên vậy. Huân Nhi, nếu bây giờ không đúng lúc, vậy muội cứ lại cổ giới đi. Đây mới là nơi an toàn nhất. Tiêu viêm co mày trầm ngâm một hồi, sau đó ngưng trọng nói. Hắn cũng không biết gì nhiều về linh tộc kia, nhưng nếu đã nằm trong viễn cổ bát tộc, thực lực của họ chắc chắn không thể coi thường được. Đã như vậy mà còn gặp phải tai nạn không thể giải quyết, điều này không khỏi khiến cho người khác có chút kinh hãi. Nghe được lời này của tiêu viêm, Thông Huyền trưởng lão cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau khi trần chờ một chút, Huân Nhi cũng khẽ gật đầu, một đôi mỹ mâu nhìn chăm chú vào khuôn mặt Tiêu Viêm, nói, nếu vậy, Tiêu Viêm ca ca nhất định phải cẩn thận một chút. Thù hận của huynh và hồn tộc đã càng lúc càng sâu rồi. Không biết được lúc nào bọn họ sẽ phái ra cường giả chân chính. Yên tâm đi. Tiêu viêm cười cười, nói. Ha ha, tiêu viêm tiểu hữu cứ ở cổ giới nghỉ thêm một đêm nữa, đợi đến ngày mai, cổ tộc chúng ta sẽ đưa tất cả mọi người ra ngoài. Thông Huyền cười nói, đối với sự sắp xếp này của Thông Huyền, Tiêu Viêm cũng không có gì dị nghị. Dù hắn muốn ra ngoài thì cũng phải chờ cổ tộc mở ra, không gian đại môn nữa. Ánh trăng như nước chiếu xuống từ bầu trời, bao phủ cả vùng núi xanh um tươi mát này. Trong phòng trúc u tĩnh, Tiêu Viêm đứng chắp tay nhìn trăng sáng trên trời, thoáng có chút ngẩn ngơ rầu rĩ. Mặc dù bên ngoài chỉ mới có nửa năm, nhưng hắn và Huân Nhi đã bên nhau 3 năm trong thiên mộ rồi. Trong 3 năm này, Hắn đã quen có nàng bên cạnh, mà đến ngày mai lại phải xa nhau lần nữa, không biết lần sau gặp sẽ là khi nào. Tiêu Viêm ca ca. Khi Tiêu Viêm than thở, một giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng bỗng vang lên phía sau. Hai bàn tay đang để phía sau của hắn bỗng bị một đôi ngọc thủ mềm mại cầm lấy. Tiêu Viêm xoay người lại, nhìn khuôn mặt làm cho vầng trăng ngoài trời cũng phải ảm đạm thất sắc, nụ cười ôn nhu xinh đẹp làm trong lòng hắn như có một dòng nước ấm chảy qua. Huân Nhi, có chuyện này cần phải nói với muội. Nhìn nụ cười đầy ôn nhu kia, đột nhiên Tiêu Viêm hơi chần chừ một chút, sau đó nói, nghe được lời này của hắn, hai khóe mi Huân Nhi hơi rung lên, cả khuôn mặt đều vùi vào ngực hắn, nhẹ giọng nói, là chuyện của Thải Lân sao? Khi nói ra những lời này, Huân Nhi có thể cảm thấy rõ ràng thân thể Tiêu Viêm bỗng cứng ngắc lại. Ngẩng đầu, không hề bất ngờ khi thấy khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc của Tiêu Viêm. Muội biết việc này sao? Nhìn nụ cười mang theo chút giảo hoạt của Huân Nhi, Tiêu Viêm kinh ngạc hỏi, phải biết được tin tức về huynh thì muội mới an lòng được vả lại lấy thân phận ở cổ tộc của muội sẽ có rất nhiều người chủ động đưa tin tức có liên quan tới huynh đến chỗ của muội trong đó bao gồm cả thải lân huân nhi thấp giọng lẩm bẩm việc này nghe được tiếng lẩm bẩm gần như tự nói kia của huân nhi trong lòng tiêu viêm này lên chút lo lắng hắn muốn nói điều gì đó nhưng chỉ có hai chữ bật được ra khỏi miệng tài ăn nói ngày thường đều biến đi đâu mất hắn biết cô gái đang nằm trong ngực hắn này, bất kể là trong cổ tộc hay bên ngoài, đều là một nữ thần mà vô số người hướng đến, có thể ôm nàng vào lòng thôi đã là một việc cực kỳ xa xỉ rồi. Đã có nàng rồi mà còn muốn bắt cá hai tay, hưởng tề nhân chi phúc thì chỉ sợ sẽ có không ít người cảm thấy tức giận bất bình. Nhìn bộ dạng thất thố ngốc ngách của tiêu viêm, Huân Nhi lại chậm rãi lắc đầu, thì thào nói, lúc trước, muội cũng có chút tức giận, nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn cứ nghĩ đến huynh. Mà đã vậy thì tất nhiên phải nhịn việc. Kia xuống, nhưng việc này cũng không thể quá lợi cho huynh được nói xong huân nhi bỗng mở miệng hung hăng cắn lên bả vai tiêu viêm lúc này nàng không hề có chút nhẹ nhàng nào nghiến răng cắn mạnh xuống đến nỗi ngay cả khóe miệng tiêu viêm đều cũng giật giật vài cái nhưng vẫn đứng yên không dám nhúc nhích vì sợ đấu khí trong cơ thể bắn ngược tạo thành thương tổn cho huân nhi thậm chí hắn còn phải tận lực áp chế đấu khí xuống xem huynh sau này còn dám phong lưu như vậy không một lát sau Huân Nhi mới thả ra, ngẩng đầu, làm ra một bộ dáng đanh đá hung ác, nhưng dưới ánh trăng chiếu rọi xuống lại có vẻ cực kỳ xinh đẹp đáng yêu. Nhìn vẻ tinh nghịch trẻ con của nàng, trong lòng tiêu viêm trượt nảy lên chút nóng bỏng. Cúi mạnh xuống, trong ánh mắt kinh ngạc của Huân Nhi, hung hăng hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của nàng. Ô ô, bị tiêu viêm tập kích bất ngờ như vậy, thân thể Huân Nhi nhất thời cứng ngắc lại. Một đám mây hồng trượt xuất hiện trên mặt, sau đó lan đến cả hai vành tay nhỏ xinh. Sau một lúc bất ngờ, Huân Nhi nhẹ nhàng vùng vẫy, nhưng lại bị hai cánh tay tiêu viêm ôm chặt lấy vòng em thon thả. Bởi vậy, sau một lúc dãy ruộng phí công, nàng đành phải để cho tiêu viêm tùy ý làm bậy. DG, không chống cự được thì nhắm mắt hưởng thụ đây mà. Lon dưới ánh trăng, hai đạo thân ảnh dính sát lấy nhau, tựa như muốn hòa tan vào cùng một chỗ vậy. Tình ý giặt rào, ngay cả mặt trăng cũng xấu hổ, lặng lẽ núp vào sau những đám mây. Khi ánh trăng dần mờ đi, đôi tình nhân đang quấn quýt mới từ từ buông nhau ra nhìn khuôn mặt đỏ bừng vô cùng mê người của Huân Nhi, dưới bụng tiêu viêm bỗng cháy lên chút tà hỏa. Hai mắt nhìn chầm chầm vào nàng, hai bàn tay đang khóa chặt chiếc eo thon thả bỗng di động, nhẹ nhàng lướt qua những đường cong quyến rũ động lòng người kia. Nhưng ngay khi tiêu viêm chuẩn bị có những bước tiến tiếp theo, một tiếng ho nhẹ bỗng vang lên trong mảnh rừng trúc yên tĩnh này. Tiếng ho tuy rất nhẹ nhàng, nhưng với hai người tiêu viêm cùng Huân Nhi, nó lại như một tiếng sấm trời khuya vậy. Hai người giật mình tách ra, đưa mắt nhìn về phía tiếng động truyền tới, chỉ thấy một nam tử trung niên mặc quần áo rất bình thường đang đứng cách đó không xa. Nhìn khuôn mặt kia, đây rõ ràng chính là tộc trưởng cổ tộc, đồng thời cũng là phụ thân của Huân Nhi, Cổ Nguyên. Khi nhìn thấy Cổ Nguyên, khuôn mặt vốn đã đỏ bừng của Huân Nhi lại càng đỏ thêm. Ngọc Thủ hung hăng véo một cái lên hông Tiêu Viêm, sau đó xoay người trốn vụt vào trong phòng. Thấy Huân Nhi trốn chạy, Tiêu Viêm đành cười khổ một tiếng. Lấy hết can đảm, có chút xấu hổ nhìn về phía Cổ Nguyên. Chương 1365, rời khỏi cổ giới trong rừng trúc nhìn vẻ xấu hổ trên mặt tiêu viêm sau đó lại nhìn về phía căn phòng trúc u tĩnh cổ nguyên chỉ có thể thở dài một tiếng dù thân là cha huân nhi nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng thân cận với một nam tử như vậy chắc ngươi đã gặp tiêu huyền rồi bước dưới ánh trăng cổ nguyên chậm rãi đi về phía tiêu viêm thản nhiên nói tiêu viêm hơi nao nao ngập ngừng nói dạ đã gặp rồi ta cảm ứng được huyết mạch lực trong cơ thể ngươi nói vậy chắc nó chính là phần cuối cùng của tiêu tộc. Cổ nguyên chắt lưỡi, thở dài nói, cũng thật khổ cho tiêu huyền, vì bảo tồn một mầm mống cuối cùng cho tiêu tộc, tự nguyện biến bản thân thành bộ dạng như vậy. Tiêu viêm yên lặng, hắn tự nhiên hiểu được rằng thiên mộ này thật ra là một nhà giam khổng lồ. Mà những năng lượng thể như tiêu huyền chính là tù phạm bên trong. Mặc dù họ có thể tồn tại theo một phương thức khác, nhưng lại phải chịu đựng dày vò từ sự cô độc vô tận. Cổ nguyên tiền bối, không có cách nào để giải thoát sao giọng tiêu viêm có chút trầm thấp hỏi ít nhất ngay cả ta cũng không có năng lực này nghe nói thiên mộ là thứ do một vị đấu đế sáng tạo ra từ rất lâu trước muốn phá vỡ quy tắc của nó giúp cho tiêu huyền giải thoát thì có lẽ ít nhất cũng phải đạt đến cảnh giới này cổ nguyên nhẹ lắc đầu khi nhắc tới hai chữ đấu đế tiêu viêm có thể rõ ràng cảm thấy được sắc mặt hắn khá phức tạp cảnh giới này đối với những chủng tộc viễn cổ như bọn hắn mà nói chính là một tảng đá luôn đè nặng lên linh hồn gần như điều khiển tất cả tộc nhân vì nó mà cố gắng cả đời đấu đế tiêu viêm cười khổ cảnh giới gần như chỉ có trong truyền thuyết này thật sự quá xa xôi dù là tộc trưởng cổ tộc một trong những người mạnh nhất của đấu khí đại lục này khi nói ra hai chữ đấu đế thì trong lòng cũng tràn đầy vẻ kính sợ trên thế giới này thật sự có đấu đế tồn tại sao nghe được vấn đề này của tiêu viêm cổ nguyên trầm mặc sau một lúc lâu mới lẩm bẩm nói điều này thì đâu có ai biết được đến cảnh giới đó họ như những vị thần vậy phủ thị xuống cả mảnh đại lục này sợ rằng bất cứ kẻ nào trong mắt bọn họ đều nhỏ bé như những con kiến bọn họ hai mắt tiêu viêm hơi híp lại hắn không hiểu bọn họ trong lời của cổ nguyên rốt cục là có ý gì bọn họ này thật sự tồn tại hay chỉ là hư ảo khi tiêu viêm đang trầm ngâm cổ nguyên bỗng vung tay lên nói ngày mai ngươi sẽ lên đường rời đi phải tự cẩn thận một chút lấy thực lực bây giờ của ngươi các trưởng lão của cổ tộc sẽ không làm khó như trước nữa vì việc của linh tộc, trong khoảng thời gian này Huân Nhi sẽ không thể rời khỏi cổ giới. Tiêu viêm gật gật đầu, nói, cổ nguyên tiền bối, ngài đoán biến cố lần này của linh giới là do ai đó làm hay thiên tai. Đối với vấn đề này của tiêu viêm, cổ nguyên hơi nhíu mày, nói, chúng ta cũng không rõ về việc này lắm, nhưng ta nghĩ việc họ gặp chắc chắn là một rắc rối cực kỳ lớn. Về phần do người làm, tỷ lệ có lẽ là rất nhỏ. Dù sao thực lực của linh tộc cũng đủ để đứng trong hàng ngũ những thế lực lớn nhất đại lục muốn ép họ đến bước này, dù là cổ tộc cũng rất khó làm được. Vậy nếu là do hồn tộc thì sao? Tiêu viêm chậm rãi hỏi. Ở thiên mộ, tiêu huyền từng nói hồn tộc vô cùng thần bí, dù tiêu tộc và cổ tộc từng đối địch với chúng nhiều năm, nhưng cũng không dám nói mình hiểu rõ về. Trùng tộc quỷ dị này. Nghe vậy, cổ nguyên trượt ngẩn ra, sau đó lắc lắc đầu, nói, chắc không phải như vậy đâu. Nếu muốn ép linh tộc tới nước này, chắc chắn hồn tộc sẽ phải hưng sư động chúng, mà nếu như vậy, cổ tộc chúng ta không thể không thu được tin tức. Mà dù hồn tộc có thực lực này, bọn họ cũng sẽ không dạy gì mà rớt thêm một kình địch như linh tộc. Tuy những năm gần đây linh tộc có phần suy tàn, nhưng cũng không phải dạng dễ đối phó. Tiêu viêm khẽ gật đầu, sự nghi ngờ trong lòng lại càng nhiều thêm. Nếu không phải hồn tộc, vậy rốt cục là thế lực nào đã ép linh tộc tới mức này? Hay thật sự là do một kiếp nạn đến từ thiên nhiên nào đó? Tốt lắm, việc này cũng không liên quan nhiều đến ngươi sau này điều tra kỹ càng hơn thì tất nhiên sẽ có manh mối cổ nguyên phất phất tay đưa mắt nhìn căn phòng trúc u tĩnh kia có chút bất đắc dĩ nói mặt khác ngươi đừng nên quên việc đã đáp ứng với ta huyết mạch của huân nhi rất quan trọng đối với cổ tộc nếu xảy ra chuyện gì dù ta không động thủ mấy lão già kia cũng sẽ nổi giận nghe vậy tiêu viêm cũng có chút xấu hổ chỉ đành cười khăn gật đầu tốt lắm cũng muộn rồi ngươi nghỉ ngơi sớm đi sáng sớm mai còn phải lên đường thấy vậy cổ nguyên mới khẽ gật đầu thân hình dần nhạt đi cuối cùng hoàn toàn biến mất nhìn vị trí mà cổ nguyên biến mất tiêu viêm bất đắc dĩ thở dài một hơi hơi liếm liếm môi có chút cảm giác chưa quá thỏa mãn bạn đang đọc chuyện được lấy tại chấm cơm hôm sau khi ánh dạng đông đầu tiên vừa chiếu xuống mảnh không gian rộng lớn vô tận này cả dãy núi yên tĩnh lại bắt đầu trở nên náo nhiệt trên bầu trời từng đạo thân ảnh mang theo những tiếng xe gió không ngừng vọt lên tiêu viêm và huân nhi đi ra từ phòng trúc sau đó bay về phía dặn núi phía trước. Mà khi hai người tới nơi, giữa không trung đã có mấy chiếc chiến thuyền đang nhẹ nhàng phiêu phủ giữa không trung. Xung quanh chiến thuyền có mây đen cuồn cuộn, thanh thế cực kỳ kinh người. Xuất hiện giữa không trung, ánh mắt tiêu viêm quét qua bốn phía, thấy được không ít những thân ảnh quen thuộc, linh tuyền, lâm hủ, tất cả những người trẻ tuổi nổi bật của cổ tộc đều ở đây. Nhưng bây giờ, ánh mắt của tất cả những người này khi nhìn về phía tiêu viêm, lại rõ ràng có thêm một chút né tránh cùng sợ hãi thực lực của tiêu viêm bây giờ đã tăng vọt đến bát tinh đấu tôn đỉnh phong điều này làm họ hiểu được giờ đây mình đã không hề có tư cách kiêu ngạo trước mặt người kia dù sao lúc tiêu viêm mới chỉ có ngũ tinh đấu tôn mà đã có thể đánh bại cổ yêu huống chi là bây giờ trong cổ tộc này những người trẻ tuổi có thể đánh một trận với tiêu viêm bây giờ cũng chỉ có huân nhi và mấy người cổ thanh dương khi tiêu viêm quan sát xung quanh thì bỗng nhận thấy một luồng ánh mắt đang nhìn chăm chú vào mình hắn lập tức nhìn sang chỉ thấy trên một ngọn núi cách đó không xa một đạo thân ảnh đón gió mà đứng mái tóc màu trắng đen đã biểu hiện ra thân phận của hắn đây rõ ràng là cổ yêu đã thua trong tay tiêu viêm nửa năm trước ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung nhưng cũng không có bao nhiêu địch ý thậm chí cổ yêu còn chậm rãi gật đầu coi như chào hỏi với tiêu viêm đối với hành động bày tỏ thiện ý này của cổ yêu tiêu viêm cũng hơi ngẩn người sau đó chợt mỉm cười gật đầu xem bộ dáng này cổ yêu đã bước ra khỏi bóng ma của thất bại lần trước người trẻ tuổi có thiên phú như hắn tất nhiên sẽ được cổ tộc chú trọng tài bồi nếu có thể giao hảo một chút thì cũng đỡ đi chút rắc rối không cần thiết đối với tiêu viêm mà nói việc này cũng không hề có hại thêm nữa mặc dù cổ yêu có tình cảm với huân nhi nhưng coi như hắn cũng là một người cầm được thì buông được tính cách như vậy xem như là quang minh chính đại ô ô theo càng lúc càng nhiều người tới trong chiến thuyền cũng chuyển ra tiếng kèn hiệu ô ô hiển nhiên là báo hiệu cho mọi người chuẩn bị bắt đầu rời khỏi cổ giới tiêu viêm ngay khi tiêu viêm chuẩn bị nói vài lời cá biệt với huân nhi một đạo thân ảnh đột nhiên đạp không mà tới tiêu viêm đưa mắt nhìn lại phát hiện người này chính là dược tinh cực của dược tộc hắn hơi nhíu mày lại thản nhiên nói có việc gì sao tiêu viêm cũng không ưa tên dược tinh cực này lắm vì vậy cũng không khách khí với hắn như những người khác đối với thái độ bình thản này của tiêu viêm dược tinh cực hơi bĩu môi trong lòng có chút không thoải mái nhưng lại ngại thực lực bây giờ của tiêu viêm nên cũng không nói điều gì châm chọc trào phúng hắn khẽ búng tay, một chiếc lệnh bài làm từ phỉ thúy bay về phía tiêu viêm. Đây là thiệp mời tộc điển của dược tộc, đừng nhíu mày vội. Sư phụ ngươi sẽ nhận nó, hắn hiểu tộc điển của dược tộc đại biểu cho điều gì. Bất kể hắn có oán hận gì với dược tộc, nhưng tin ta đi, hắn sẽ đến. Tiếp nhận chiếc lệnh bài làm từ phỉ thúy này, tiêu viêm nhìn chằm chằm dược tinh cực trong chốc lát, cũng không trả lại nó, mà đem nó thu vào nạp giới, sau đó hơi chắp tay, nói, đa tạ. Lần này không thể tỉ thí luyện dược thuật với ngươi, hy vọng sau này còn có cơ hội dược tinh cực cũng hơi chắp tay sau đó không nói gì thêm thân hình trượt động bay vụt lên một chiếc chiến thuyền thấy dược tinh cực rời đi tiêu viêm cũng hơi trầm tư bất kể tộc điển của dược tộc này là gì cứ đưa nó cho lão sư đã rồi tính sau về phần đi hay không sẽ do lão sư quyết định huân nhi đến lúc rồi ta cũng nên đi quay đầu sang nhìn huân nhi bên cạnh tiêu viêm nhẹ giọng nói bảo trọng huân nhi mỉm cười ôn nhu nói Tiêu Viêm gật đầu cười, cũng không quá mùi mẫn, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, bay vụt lên một chiếc chiến thuyền, sau đó biến mất trong cái nhìn chăm chú của bóng hình xinh đẹp kia. Nhìn bóng lưng Tiêu Viêm biến mất, Huân Nhi buồn bã thở dài một tiếng. "Ô ô." Nương theo càng lúc càng nhiều người bay lên chiến thuyền, tiếng kèn hiệu lại chợt vang lên thêm lần nữa. Mây đen cuốn lên, chiến thuyền hơi rung rung rồi hóa thành một bóng đen vọt mạnh về phía trước, mang theo thanh thế kinh người tiến thẳng đến cửa vào cổ giới trong những ánh mắt chăm chú của nhiều người. Chương 1366, Tinh vẫn các thay da đổi thịt. Ở giữa cổ thánh thành, sóng gợn lăn tăn trong hồ nước trong vắt, ánh mặt trời chiếu xuống từ xa xa, phản xạ lên những cột sáng chói mắt. Suy, đột nhiên, mặt hồ vốn bình lặng lại nổi lên dao động kịch liệt, một cái khe không gian cực lớn chợt xuất hiện giữa không trung. Mà sau khi khe không gian xuất hiện, nhiều đạo thân ảnh cũng nhanh chóng lao ra từ đó, cuối cùng đáp xuống mặt đất. Trong lúc nhất thời, tòa thành vốn yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt. Tiêu Viêm lướt ra khỏi khe không gian, thân hình xuất hiện trên đỉnh một tòa kiến trúc, quét mắt nhìn bốn phía, cũng không đợi mấy người của cổ tộc tiến lên tiếp đón. Thân hình chợt động, nhanh chóng bay về phía ngoài cổ thánh thành. Đối với hành động này của hắn, các cường giả của cổ tộc đều làm như không nhìn thấy, không một ai ra tay ngăn cản, để mặc cho hắn lướt về phía cửa thành, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Thuận lợi rời khỏi cổ thánh thành, tiêu viêm phiêu phủ giữa không trung nhìn thảm cỏ xanh biếc trải dài đến hết tầm mắt trong lòng hắn bất giác thở phào nhẹ nhõm mặc dù cổ giới rất rộng lớn hơn nữa năng lượng bên trong cũng nồng đậm hơn thế giới bên ngoài rất nhiều nhưng không biết vì sao tiêu viêm vẫn cảm thấy trung châu này tự do thoải mái hơn rất nhiều tiếp theo nên về thẳng tinh vẫn các thôi tiêu viêm cũng không nán lại đây quá lâu lấy bản đồ ra phân biệt phương hướng một chút sau đó trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang phóng thẳng về phía bắc chỉ trong chớp mắt đã biến mất ở phía chân trời. Trong hành trình tiếp theo, tiêu viêm cũng không dừng chân nhiều trên đường, dùng tốc độ cao nhất cộng thêm nhảy cóc bằng không gian trùng động. Chỉ dùng gần 5 ngày, hắn đã tiếp cận phạm vi thế lực của tinh vẫn cát. Sau khi tiến vào phạm vi thế lực của tinh vẫn cát, tiêu viêm cảm thấy có nhiều khí tức cường hãn hơn trước kia rất nhiều. Trong một số thành thị quan trọng, thậm chí còn có cả hai, ba vị đấu tôn tọa chấn. Điều này, dù nhìn khắp cả Trung Châu thì cũng là một bút tích không nhỏ nhưng tiêu viêm cũng hiểu, có danh tiếng của dược lão, muốn thu hút nhiều cường giả cũng không phải việc khó. Trên đoạn đường này, trong lòng tiêu viêm cũng có chút yên tâm là, không có bất cứ cục diện hỗn loạn nào xuất hiện. Tuy nói phòng ngự đã được thắt chặt hơn rất nhiều, nhưng cũng không có loại áp lực gấp gáp như gặp phải đại chiến. Tiêu viêm cũng không nán lại ở những thành thị này, trực tiếp tiền về phía tinh vẫn các. Bởi vậy, chỉ nửa ngày ngắn ngủi, tiêu viêm đã đến mảnh không gian của tinh vẫn các. Bên trong tinh giới, không khí cực kỳ hài hòa. Dù diện tích nơi này không thể so sánh được với những không gian như cổ giới, nhưng cũng sắp xỉ một tòa thành thị, dù có chứa mười vạn người thì vẫn không thành vấn đề. Trên những quảng trường rộng lớn, đông đảo đệ tử của tinh vẫn các đang thao luyện chỉnh tề. Những tiếng hét lớn hòa vào làm một, vang vọng như sấm rền trong mảnh không gian này. Tinh giới bây giờ khác với trước kia rất nhiều, dường như đã thay ra đổi thịt hoàn toàn. Những dãy núi hiểm trở đã được khai phá, nhiều tòa kiến trúc mới mọc lên, từng dòng người đi lại tấp nập có vẻ vô cùng náo nhiệt vả lại trong những dãy núi không lồ phía trung tâm tinh giới nhiều đạo khí tức cường hãn tràn ngập ra ngoài bao phủ mỗi góc của tinh giới đến bây giờ tinh giới mới chân chính có được một loại cảm giác như tường đồng vách sắt suy trong tinh giới vốn yên bình một đạo lưu quang mang theo thanh thế kinh người bỗng bay vụt đến từ xa trực tiếp xông về phía ngọn chủ phong một của tinh giới kẻ nào dám xông loạn vào tinh giới khi đạo lưu quang này xuất hiện, trong tinh giới chợt vang lên vài tiếng gầm mạnh mẽ. Những tiếng xoẹt xoẹt liên tục vang lên, từng đạo thân ảnh già nua xuất hiện ở phía chân trời, sau đó đồng thanh quát lên một tiếng, "Ngưng!" Theo tiếng gầm của mấy mấy lão giả này, mảnh không gian trên không trung nhanh chóng ngưng động lại. Nhưng khi họ chắc mẩm là đạo thân ảnh kia sẽ dừng lại, thì lại ngạc nhiên nhìn hắn vọt qua, tốc độ không chỉ không giảm mà còn có phần tăng thêm, trực tiếp phá vỡ không gian ngưng kết kia trong nhiều ánh mắt soi mói sau đó chợt xuất hiện phía sau những trưởng lão này như một bóng ma. Ha ha, nửa năm không về, không ngờ tinh giới đã phòng ngự xâm nghiêm đến như vậy. Dưới nhiều ánh mắt soi mói, đạo lưu quang kia cũng dừng lại. Một người trẻ tuổi tóc đen áo đen hiện ra, nhẹ giọng cười nói. Ngươi là... Mấy vị lão giả vừa ra tay ngăn cản ngưng trọng nhìn thoáng qua tiêu viêm, một màn vừa rồi đã khiến họ không dám có chút khinh thường nào, với thanh niên trẻ tuổi này. Và lại, từ trên người hắn, bọn họ cảm nhận được một cỗ uy áp như ẩn như hiện trong tinh vẫn cát, chỉ có vài người mới gây được cho họ loại uy áp này. Động tĩnh trên bầu trời cũng thu hút sự chú ý của những đệ tử tinh vẫn các đang thao luyện dưới quảng trường, bọn họ đều kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Viêm, trong miệng sách sách sưng kỳ. Hiển nhiên, đây là lần đầu tiên họ thấy hơn 10 vị khách khanh trưởng lão đồng loạt ra tay, mà vẫn không chiếm được thế thượng phong. Nhìn vẻ nghi hoặc trên mặt mấy lão giả này, Tiêu Viêm cũng bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Mới nửa năm không về thôi mà đã chẳng ai nhận ra hắn rồi. Thiếu các chủ, khi tiêu viêm đang không biết làm gì vài đạo thân ảnh già nua trượt bay ra từ chủ phong khi thấy tiêu viêm họ đều ngẩn người sau đó mừng rỡ kêu lên nghe được tiếng hô kinh hỉ này mười mấy vị khách khanh trưởng lão và vô số đệ tử của tinh vẫn các đều sửng sốt có chút khó tin nhìn về phía tiêu viêm thanh danh của tiêu viêm trong tinh vẫn các không hề thấp nhưng thời gian họ ở tinh vẫn các vẫn chưa lâu bởi vậy đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn thì ra đó chính là thiếu các chủ của tinh vẫn các chúng ta Hi hì, thiếu các chủ thật đẹp trai, đừng có hoa si nữa, nhân vật như thiếu các chủ sao có thể để ý đến chúng ta. Nghe nói thiếu các chủ chính là quán quân đàn hội, tự thân cũng là cường giả đấu tôn. Lúc đầu, do mến mộ thanh danh của hắn nên ta mới đến tinh vẫn cát. Không nghĩ tới hôm nay lại được nhìn thấy nhân vật truyền kỳ này. Khi phía dưới vang lên những tiếng bàn tán xôn xao, một lão giả nhìn như đầu lĩnh chợt bước ra từ trong đám khách khanh trưởng lão, cung kính nghênh đón tiêu viêm. Tuy tuổi của lão đã khá lớn, nhưng trên thế giới này thực lực vi tôn, bất kể là thành tựu ở phương diện nào, tiêu viêm đều vượt xa bọn họ. Bởi vậy thái độ cung kính khi nói chuyện là cực kỳ bình thường, nếu không thì sẽ có chút vô lễ. Trưởng lão khách khí rồi, tiêu viêm mỉm cười, sau đó nhìn lướt qua mảnh không gian này, trong mắt hiện lên vẻ than thở. Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, tinh vẫn các đã có sự biến hóa như long trời lở đất. Nhiều cường giả chấn thủ ở đây như vậy, dù là hồn điện cũng không thể xâm phạm dễ dàng theo những luồng khí tức hắn cảm nhận được ở mặt ngoài, thực lực. Bây giờ của tinh vẫn các đã không hề kém các thế lực như thiên minh tông, hoa tông. Ha ha, cuối cùng đã trở về rồi sao? Khi tiêu viêm đang quan sát tinh giới, không gian phía sau hắn bỗng dao động, một thân ảnh già nua chậm rãi xuất hiện, rõ ràng là dược lão. Lão sư, thấy dược lão, tiêu viêm vội vàng cúi người thi lễ, cung kính nói. Nguồn chuyện, diện kiến các chủ. Khi dược lão xuất hiện, đám khách khanh trưởng lão bên cạnh vội càng cung thanh nói ngày thường dược lão cũng không xuất hiện nhiều bởi vậy trong mắt những khách khanh trưởng lão này dược lão cũng khá thần bí không ngờ khi vị thiếu các chủ này trở về hắn lại động thân xuất hiện tới đón mới đi cổ tộc một chuyến thôi mà nhìn đã văn vẻ dài dòng như vậy rồi dược lão cười lắc đầu hơi phất tay với mấy tên khách khanh trưởng lão kia sau đó đưa mắt nhìn tiêu viêm vẻ hài lòng hiện rõ trên mặt lão không tệ không tệ chỉ trong nửa năm ngắn ngủi đã nhảy vọt từ ngũ tinh đấu tôn lên bát tinh đấu tôn xem ra chuyến đi này thu hoạch không nhỏ a à, nghe lão nói vậy trong mắt những khách khanh trưởng lão bên cạnh đều hiện lên vẻ kinh hãi không hổ là thiếu các chủ tốc độ tăng lên này thật quá kinh khủng tiêu viêm cười cười lấy nhãn lực của dược lão tự nhiên có thể liếc mắt một cái đã nhìn ra thực lực của hắn đi thôi xuống dưới đã ta chờ con trở về từ lâu rồi dược lão mỉm cười nói dạ tiêu viêm gật gật đầu đảo mắt nhìn quanh một vòng hắn chợt nhíu mày nhẹ giọng hỏi lão sư mấy người tiểu y tiên còn chưa về sao? Đã về rồi, nhưng sau đó lại đi. Dược lão đáp. Đi rồi. Đi đâu? Tiêu viêm ngẩn ra, hỏi tiếp. Đây cũng chính là nguyên nhân mà ta chờ con trở về. Sau khi ngươi tiến vào thiên mộ không lâu, chúng ta nhận được một vài tin tình báo. Sau đó ta nhắn cho mấy người tiểu y tiên nhanh chóng trở về, rồi tiến thẳng đến đế quốc ô thản, đế quốc ô thản. Cái tên quen thuộc này làm tiêu viêm trượt ngẩn người, chỉ nháy mắt sau, khuôn mặt hắn đã lập tức kịch biến, Viêm Minh đã xảy ra chuyện. Một chủ phong ngọn núi nằm ở giữa, thường là ngọn núi lớn nhất trong dãy núi. Chương 1367 Tây Bắc Đại Lục dung chuyển. Thấy sắc mặt của Tiêu Viêm đột nhiên biến đổi, Dược Lão chậm rãi gật đầu, nói: Phải nói là cả mảnh Đại Lục phía Tây Bắc đều đã xảy ra chuyện. Sao lại như vậy? Tiêu Viêm cao mày, phía Tây Bắc cũng không có nhiều cường giả như Trung Châu. Ở nơi đó, mặc dù có nhiều tông phái và đế quốc, nhưng từ trước tới giờ vẫn ở trong cục diện phân tranh loạn lạc tuy có một số thế lực khá lớn muốn thống nhất nó nhưng vẫn không thể làm nổi việc này vả lại những thế lực gọi là khá lớn này nếu đặt ở trung châu thì cũng chỉ được xếp vào hàng nhất lưu tuyệt đối không mạnh hơn những thế lực như tứ phương cát vì vậy đối với nơi đó các thế lực và cường giả của trung châu đều không quá để tâm vốn khu vực tây bắc này cũng không có hỗn loạn gì lớn nhưng một năm trước một tông phái tên là sư minh tông đột nhiên lại chinh phạt bốn phía nơi cường giả của họ đi qua không thế lực nào có thể ngăn cản chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, đã có hơn một nửa diện tích của Tây Bắc Đại Lục rơi vào tay Sư Minh Tông. Dược lão chậm rãi đáp xuống một đỉnh núi, nhẹ giọng nói. Sư Minh Tông, thực lực của chúng rất mạnh sao? Tiêu viêm co mày hỏi. Tuy nói Tây Bắc Đại Lục không ngọa hổ tàng long được như Trung Châu, nhưng dù sao nó cũng rất rộng lớn. Trong đó tự nhiên sẽ có không ít cường giả đạt tới cảnh giới đấu tôn. Bằng vào thực lực của một tông mà chiếm được nửa diện tích của Tây Bắc Đại Lục, điều này không khỏi có phần quá khó tin, tuy sư minh tông có thể xếp vào người thế lực mạnh nhất của tây bắc đại lục nhưng cũng chưa đến mức bá đạo không ai địch nổi như vậy thực lực của họ dường như đột nhiên tăng bọt lên vậy ngoài ra còn xuất hiện không ít cường giả thần bí có thực lực cường hãn dược lão thản nhiên nói hồn điện tiêu viêm khẽ cao mày thấy sắc mặt ngưng trọng của dược lão hắn bật thốt phải dược lão gật gật đầu nói theo tình báo truyền về trong sư minh tông kia xuất hiện nhiều cường giả của hồn điện hồn điện bọn chúng hết việc hay sao mà lại chạy đến tây bắc đại lục gây chiến sự là để thu thập linh hồn các thế lực ở trung châu rất phức tạp dù là hồn điện cũng không dám khai chiến bừa bãi nhưng tây bắc đại lục lại khác lấy thực lực của hồn điện bọn chúng có thể điều khiển cho trận chiến nghiêng hẳn về một bên sau khi xong việc chúng chỉ cần ra mặt là có thể thu thập được vô số linh hồn thể dược lão co mày nói sao bọn chúng lại phải vội vàng dùng đến thủ đoạn này để thu thập linh hồn thể từ trước đến giờ hồn điện chỉ âm thầm thu thập chưa từng gây ra động tĩnh lớn như vậy." Tiêu Viêm có chút nghi ngờ nói, "Hồn Điện thu thập linh hồn thể, tất nhiên có âm mưu của bọn chúng. Nhưng âm mưu này là gì thì ta cũng không rõ lắm. Lúc trước, sau khi bắt ta, bọn chúng chỉ muốn ta gia nhập, nhìn chúng luyện dược thuật của ta. Những việc ta có thể làm chỉ đơn giản là luyện chế đan dược. Nhưng lấy thực lực thông thiên của vị điện chủ Hồn Điện kia, chỉ sợ ít nhất cũng phải cần đến cửu phẩm đan dược mới giúp ích được cho hắn. Mà loại đan dược này đâu có dễ luyện chế như vậy?" Dược lão khẽ thở dài một tiếng. Nghe được tiếng than nhẹ của Dược lão, trong lòng Tiêu Viêm như đè nặng một tảng đá. Cho dù không biết hồn điện muốn làm gì, nhưng có thể khẳng định rằng bọn chúng đang tiến hành một thiên đại âm mưu. Nếu không, ai rảnh mà đi thu thập nhiều năng lượng? Thể như vậy, mà gần nhất tốc độ của chúng đã đẩy nhanh hơn rất nhiều, chẳng lẽ sắp không nhịn nổi rồi sao? Hồn tộc, rốt cục bọn chúng muốn làm gì đây? Tây Bắc đại lục đại loạn, Sư Minh Tông vẫn tiếp tục khoách trương địa bàn, nơi chúng đến kẻ nào không theo thì kết cục chính là đồ tông diệt quốc việc này khiến cho tốc độ thu thập linh hồn của hồn điện nhanh hơn rất nhiều chất không đủ bọn chúng dùng số lượng để bù vào dược lão nhìn thoáng qua tiêu viêm nói về phần viêm minh sau khi con rời khỏi đó vài năm mấy người mỹ đỗ toa đã phát triển nó thành một thế lực cường đại đủ xếp hạng vào ba vị trí đầu nếu bình thường sư minh tông hoàn toàn không phải đối thủ của viêm minh nhưng đáng tiếc sau lưng chúng lại có thêm cả hồn điện nữa có cường giả của hồn điện giúp đỡ, viêm minh chỉ có nước rơi xuống hạ phong. Mấy tháng trước, phạm vi thế lực của viêm minh bắt đầu thu hẹp lại trên diện rộng, dần tập trung về hướng ra mã đế quốc. Mà chúng ta cũng nhận được tin tình báo từ lúc đó, sau khi mấy người tiểu y tiên biết được, liền lập tức quay về ra mã đế quốc. Thanh lân cũng đi theo, bởi vì kết cục của thiên xà phụ không được tốt cho lắm, sắc mặt tiêu viêm cực kỳ âm trầm. Đám hồn điện chết tiệt này, quả nhiên là không chịu ngồi yên dù chỉ một giây. Lúc mấy người tiểu y tiên đi, ta cũng phái một số cường giả của tinh vẫn cắt theo. Nhưng ta nghĩ, chỉ như vậy thì vẫn chưa đủ. Tiêu viêm gật đầu, nắm chặt tay lại, nói, xem ra, con bắt buộc phải về viêm minh một chuyến. Trong viêm minh có Mỹ Đỗ Toa, Đại Ca, Nhị Ca và tất cả tộc nhân của tiêu gia hắn. Bởi vậy, lúc viêm minh gặp phải nguy cơ như vậy, chắc chắn hắn phải quay về. Dược lão cũng không quá bất ngờ vì lời nói của tiêu viêm. Lão khẽ gật đầu, nói, ừ, um, lần này đi, ta sẽ phái một số trưởng lão có thực lực ngũ tinh đấu tôn trở lên đi theo con. Và lại, tin tức họ biết được cũng nhiều hơn con, trên đường đi sẽ nói chi tiết hơn về thế cục của Tây Bắc Đại Lục. Về phần tinh vẫn các, cứ để ta đích thân tọa chấn, tránh việc chúng kế điệu hổ ly sơn của hồn điện. Tiêu viêm trần chờ một lát, sau đó cũng gật gật đầu. Về việc tịnh liên yêu hòa thì cứ tạm thời gác lại đã, dù sao cũng cần một thời gian nữa không gian giao dịch hội mới bắt đầu. Trước đó, chúng ta phải giải quyết xong rắc rối của viêm minh đã. Dược lão cười cười, nói, hôm nay chưa cần đi vội, Trung Châu và Tây Bắc đại lục cách nhau quá xa. Nếu phi hành về thì cũng cần ít nhất hai tháng, vì vậy nên phải xây dựng không gian trùng động đã. Nghe vậy, tiêu viêm ngẩn ra. Chỉ cần đạt đến đấu tôn là có thể tạo ra không gian trùng động. Nhưng muốn tạo một cái giữa hai nơi xa như Trung Châu và Tây Bắc đại lục, thì không phải việc một đấu tôn bình thường có thể làm được. Nhưng may mắn, dược lão bây giờ đã là cường giả đạt tới cảnh giới bán thánh. Nếu muốn tạo thành chắc cũng không quá khó khăn lần trước, ta sử dụng không gian trùng động tạm thời để đưa mấy người tiểu y tiên đi. Mà từ lúc đó, ta cũng đang củng cố nó, nếu thành công, sau này nó có thể trở thành con đường nối liền tinh vẫn các và Tây Bắc đại lục. Chờ lúc con tiếp quản tinh vẫn các, có thể làm cho tinh vẫn các và Viêm Minh hoàn toàn liên hợp. Dược lão cười nói, Tiêu Viêm gật gật đầu, cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu thật sự có thể xây dựng một con đường nối liền Tây Bắc đại lục với tinh vẫn, các thì sẽ vô cùng tiện lợi, đỡ cho hắn rất nhiều thời gian đi lại. Hôm nay cứ nghỉ ngơi đi, chắc mấy ngày này con cũng mệt mỏi rồi." Dược lão mỉm cười nói. Tiêu Viêm cũng không cự tuyệt, gật nhẹ đầu một cái. Sau đó chợt như nhớ ra điều gì, lấy chiếc lệnh bài làm từ ngọc phỉ thúy ra, đưa về phía Dược lão, "Đây là thiệp mời dự Dược Điển của Dược tộc, bọn họ nhờ con chuyển nó cho người." Nghe tới hai chữ Dược Điển, bàn tay Dược lão hơi run lên. Mặc dù rất nhẹ, nhưng vẫn không thể tránh được ánh mắt của Tiêu Viêm hai mắt dược lão chăm chú nhìn vào chiếc lệnh bài kia một lúc lâu sau mới thở dài một tiếng bàn tay có chút run rẩy tiếp nhận nó cuối cùng thu vào nạp giới lão nhẹ giọng nói ừ việc này để sau đã cứ phải xây dựng không gian trùng động trước rồi tính dạ tiêu viêm gật nhẹ đầu dù nhìn dược lão không có gì khác lạ nhưng hắn vẫn có thể cảm thấy sự không bình tĩnh trong lòng lão xem ra lão sư sẽ không cự tuyệt cái gọi là dược điển này đúng như lời dược tinh cực đã nói nhưng không biết rốt cục dược điển này là gì mà lại khiến trong lòng lão sư có sự dao động như vậy? Thấy ánh mắt của tiêu viêm, dược lão nhách môi cười, cũng không giải thích về cái gọi là dược điển này. Đưa tay vỗ nhẹ lên vai tiêu viêm, cười nói, đi đi, nghỉ ngơi trước đã. Nửa năm này chắc con cũng mệt mỏi rồi, đúng ra phải có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Tiêu viêm lắc lắc đầu, nhiều năm rèn luyện đã khiến hắn quá quen với việc bôn ba từ phía này rồi. Muốn đạt được thứ gì, cũng cần phải đổ lượng mồ hôi tương ứng. Nhưng tiêu viêm cũng có chút vui mừng, Hắn bây giờ đã khác trước kia rất nhiều, không còn phải dựa dẫm vào sự giúp đỡ của Dược lão để đạt được mục đích như trước kia nữa. Hiện giờ, hắn đã chân chính trở thành một cường giả có thể đơn độc đảm đương một phía. Bạn đang đọc truyện được copy tại chờ lúc ta xây dựng xong không gian trùng động là, con có thể đi Tây Bắc đại lục rồi. Ha ha, mà con rời khỏi đó cũng nhiều năm rồi, cũng nên quay về một chuyến." Trong ngữ khí của Dược lão có chút cảm khái. Năm đó, khi Tiêu Viêm rời khỏi gia mã đế quốc lần đầu, hắn mới chỉ là một thiếu niên non nớt. Nhưng giờ đây, thiếu niên năm nào đã trở thành một nhân vật phong vân của mảnh đại lục này. Tiêu viêm lặng lẽ gật đầu, trong lòng cũng có chút hướng tới. Bất chi bất giác, hắn đã rời khỏi gia mã đế quốc rất nhiều năm rồi. Không biết đại ca nhị ca bây giờ thế nào? Đặc biệt là Mỹ đỗ toa nữa. Nếu những lời nàng nói là thật, đứa trẻ ít nhất cũng đã 4, 5 tuổi rồi. Ta cũng đã làm cha. Nghĩ đến đây, trong lòng tiêu viêm không khỏi này lên một cảm xúc đặc biệt giống như ở giây phút này, tâm tính của hắn lại càng thêm phần thành thục. Chương 1368, thu đồ. Sau khi trở lại Tinh Vẫn Các, những ngày tiếp theo của Tiêu Viêm trở nên thanh nhàn hơn rất nhiều. Cả ngày ở trong tinh giới, ngẫu nhiên có dịp thì hiện thân chỉ điểm cho các đệ tử Tinh Vẫn Các một chút. Lấy thực lực và danh vọng của hắn bây giờ, đừng nói những đệ tử bình thường này, cho dù là một số khách khanh trưởng lão thì cũng có thể chỉ điểm. Mà trong sự thanh nhàn này, ba ngày từ từ trôi qua, không gian trùng động mà dược lão xây dựng cũng đã dần hoàn thiện. Hay, trên một quảng trường trong tinh giới, đông đảo đệ tử của tinh vẫn các đều tập trung ở đây, tiến hành thao luyện hàng ngày. Nhưng hiện giờ hầu hết ánh mắt trên quảng trường đều tập trung bề một phía. Nơi đó, một thanh niên thân mặc hắc sam đang mỉm cười chỉ điểm những thiếu sót khi thi triển đấu kỹ của những đệ tử xung quanh. Vẻ vui cười thong dong trên mặt mơ hồ có chút phong phạm của một tông sư, làm cho không ít đệ tử tinh vẫn, các xung quanh đều cực kỳ hâm mộ từ tận đáy lòng. Ở một góc của sân thao luyện, có một nhóm thiếu nữ mặc quần áo bó sát người đang tụ tập một chỗ, hi hi ha ha đùa giỡn với nhau. Tiếng cười lanh lảnh như chuông gió không ngừng truyền ra, làm trong lòng một số nam đệ tử xung quanh không khỏi rung động, trộm đưa mắt nhìn về phía này. Ở giữa nhóm thiếu nữ này, một cô gái áo hồng xinh đẹp mỉm cười mà đứng. Vòng eo mảnh khảnh, hai chân thon dài, không thể nghi ngờ, nàng chính là người hấp dẫn ánh mắt nhất ở đây. Nhưng lúc này, thiếu nữ áo hồng lại đang nhìn chằm chằm về phía thanh niên mặc hắc sam phía xa bạn đang đọc truyện được copy tại hì hì u tuyển tiểu sư tỷ rốt cục ngươi cũng động tâm rồi thấy thiếu nữ nhìn chằm chằm về phía tiêu viêm một thiếu nữ bên cạnh đột nhiên cười duyên trêu chọc nói linh tinh gì vậy nghe thế thiếu nữ tên u tuyển kia đỏ mặt sẵn giọng nói hắc hắc u tuyển tiểu sư tỷ ngươi là người có thiên phú ưu tú nhất trong thế hệ trẻ này trong lần khảo nghiệm lần trước thậm chí còn kinh động đến cả các chủ đại nhân cho dù thân phận của thiếu các chủ rất cao nhưng ngươi cũng không cần tự tia một thiếu nữ che miệng cười nói nói bừa chút thiên phú ấy của ta đâu đáng gì trong mắt thiếu các chủ u tuyển lắc lắc đầu nhưng trong mắt nàng lại hiện lên một chút vui mừng thiếu nữ cuối cùng cũng sẽ hoài xuân trước kia những thiên tài trẻ tuổi tự cho mình là siêu phàm mà nàng từng gặp nếu đem ra so sánh với vị thiếu các chủ cực kỳ hòa đồng này thì chắc chẳng cần nghĩ cũng đã có kết quả nếu không tiểu sư tỷ đến đó nhờ thiếu các chủ chỉ điểm một chút tiếp xúc nhiều mới có cơ hội nha nếu không sẽ rất khó khăn đó một thiếu nữ rực dây. Nghe vậy, U Tuyền hơi chần chờ một chút, thấp giọng nói, không thích hợp lắm, nếu quấy nhiễu thiếu các chủ thì sao, không có gì đâu, tiểu sư tỷ là đối tượng cần trọng điểm bồi dưỡng của tinh vẫn các chúng ta. Để tinh vẫn các lớn mạnh, chắc chắn thiếu các chủ sẽ không ngại phiền toái. Cái này, cái này, đừng đẩy a, à, ta tự đi còn không được sao. Trên sân thao luyện, nhìn cô gái đang đỏ bừng mặt này, tiêu viêm mỉm cười, nói, ngươi là U Tuyền. Ta từng nghe lão sư đề cập đến ngươi. Lúc nói, Tiêu Viêm cũng đưa mắt đánh giá thiếu nữ trước mặt này. Tuy nhìn nàng còn hơi ngây ngô, nhưng không thể nghi ngờ đã có được tiềm chất trở thành đại mỹ nhân. Sau khi trưởng thành, chắc chắn sẽ là một tiểu yêu tinh nóng bỏng làm vô số nam nhân chết mê chết mệt. Đương nhiên, thứ Tiêu Viêm coi trọng chính là thiên phú tu luyện cực kỳ xuất sắc của nàng, chứ không phải dung mạo. Một cô gái còn chưa đầy 17 tuổi, nhưng đã đặt chân vào cảnh giới đấu vương, lấy thành tựu và độ tuổi của nàng, cho dù nhìn khắp Trung Châu thì cũng là cực kỳ xuất sắc nếu cho nàng đầy đủ thời gian phát triển, thành tựu chắc chắn sẽ rất đáng sợ. Khó trách lão sư lại nhắc nhở riêng như vậy. Nếu không phải lão nhân gia đã quyết định không thu thêm bất cứ đệ tử nào, chỉ sợ cô nhóc u tuyển này sẽ trở thành tiểu sư muội của mình. Tiêu viêm hơi chớp mắt, rốt cục cũng hiểu được chuyện có liên quan đến u tuyển, mà dược lão nói với hắn mấy ngày trước. Thấy tiêu viêm cư nhiên lại biết tên mình, u tuyển lập tức gật mạnh đầu, vẻ hưng phấn che kín cả khuôn mặt nhỏ nhắn. Thiếu các chủ, có thể quấy giày ngươi chỉ điểm cho ta một lát được không? tuy đỏ mặt nhưng U Tuyển vẫn cố lấy hết dũng khí nói ra câu này. Diễn luyện một lần đi. Tiêu Viêm mỉm cười, nhẹ giọng nói. Phù, thấy Tiêu Viêm nhu hòa như vậy, tim U Tuyển đập thình thịch, tranh thủ thi triển ra một bộ trưởng pháp địa giai đấu kỹ mà mình mới tu tập thành công. Tiêu Viêm đứng chắp tay một bên, nhìn U Tuyển thi triển bộ trưởng pháp địa giai đấu kỹ này, lưu loát như mây trôi nước chảy, hắn cũng nhịn không được mà gật gật đầu, chợt lên tiếng chỉ ra một số sai sót không lớn mà điều làm cho tiêu viêm kinh ngạc lại là bất cứ chỗ nào được hắn nhắc nhở, U Tuyền đều có thể lập tức sửa chữa. Tốc độ tiếp thu này làm cho hắn không thể không lắc đầu than thở, quả nhiên là thiên tư thông tuệ. Nếu chú ý bồi dưỡng thêm, sau này trở thành một trong những cường giả đứng đầu Trung Châu cũng không phải việc không thể. Đánh xong một bộ trưởng Pháp, trên trán U Tuyền cũng lấm tấm mồ hôi, nhưng trong mắt nàng lại chứa đầy vẻ vui mừng. Khóe mắt liếc trộm tiêu viêm một cái, có chút bất an nói, thiếu các chủ, U tuyển đánh có tốt không? Ừ, rất tốt."Tiêu Viêm mỉm cười, nhìn khuôn mặt đầy vẻ sung sướng của U Tuyền, hắn trần chờ một chút, cuối cùng nói, "Ừm, có một chuyện này, không biết ngươi có muốn hay không?" "Chuyện gì vậy?" Nghe thế, U Tuyền vội vàng nói. Tiêu Viêm đưa tay sờ sờ cằm, đánh giá U Tuyền một vòng từ đầu đến chân, lúc sau mới nói, "Làm đệ tử của ta." Nói ra lời này, trong lòng Tiêu Viêm mọc lên một cảm giác không tên, không ngờ cũng có ngày hắn nói như vậy. Dù vậy, đây cũng không phải ý của hắn. Dược lão coi trọng thiên phú của U Tuyền, nhưng lại không muốn thu thêm đệ tử. Vì vậy, lão giao nhiệm vụ này cho Tiêu Viêm. Lão là sư phụ của Tiêu Viêm, nếu Tiêu Viêm thu đệ tử, tự nhiên lão cũng có nghĩa vụ dạy bảo. A, à, nghe Tiêu Viêm nói vậy, U Tuyền nhất thời sững sốt, sau đó hơi cúi đầu xuống không nói lời nào. Thấy U Tuyền phản ứng như vậy, Tiêu Viêm có chút lúng túng. Không ngờ nói lời này lần đầu trong đời, đối phương lại có phản ứng như vậy. Thiếu các chủ, làm đệ tử ký danh thôi có được không? U Tuyền nhíu mày, trầm ngâm một lát, rốt cục mở miệng nói. Khụ. Lời này của U Tuyền trực tiếp làm cho Tiêu Viêm kịch liệt ho khan một tiếng. Cuộc đời cũng quá bi hài rồi, lấy thân phận bây giờ của hắn, nếu thật sự muốn thu đệ tử, không biết sẽ có bao nhiêu người tranh đến sức đầu mẻ chán, không ngờ thiếu nữ trước mặt này lại có điều kiện như vậy. Cũng được, tùy ngươi. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, dù sao người dạy cũng không phải là hắn, là ký danh hay chính thức đều được. Nghe vậy, khuôn, mặt nhỏ nhắn của U Tuyển hiện lên nụ cười vui sướng. Đệ tử ký danh, đến lúc nàng trưởng thành và trở nên cường đại, cái danh phận này cũng không có bao nhiêu trói buộc về luân lý đạo đức. Đối với suy nghĩ của đệ tử ký danh vừa nhận này, tất nhiên Tiêu Viêm không biết. Nếu hắn thực sự biết được, chỉ sợ sẽ có ý định trục xuất sư môn ngay lập tức. Mới nhỏ tuổi như vậy mà đã suy nghĩ mấy thứ này, ông. Khi Tiêu Viêm đang bất đắc dĩ lắc đầu, không gian trong tinh giới đột nhiên dậy sóng kịch liệt, một luồng thanh âm dao động như có như không tràn ra từ hậu sơn của tinh giới. Cảm ứng được cỗ dao động này, Tiêu Viêm chợt ngẩn ra, sau đó trong mắt xuất hiện vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Đã xây dựng xong không gian trùng động rồi sao? U Tuyền, ta đi hậu sơn một chuyến. Thời gian tới sẽ không ở lại đây, ngươi cứ tìm sư tổ, lão nhân gia sẽ dạy bảo ngươi." Tiêu Viêm quay đầu lại cười nói với U Tuyền. "Vâng, thiếu các chủ." Thấy Tiêu Viêm nói sẽ rời đi một khoảng thời gian, khuôn mặt nhỏ nhắn của U Tuyền nhất thời có chút buồn bã, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu. Bây giờ không nên gọi ta như vậy. Thấy vẻ buồn bã trên mặt U Tuyền, Tiêu Viêm không khỏi cười trêu chọc. Vâng, lão sư, thấy vẻ trêu chọc trên mặt Tiêu Viêm, U Tuyền đỏ bừng mặt, chỉ có thể gọi nhỏ một tiếng. Thấy thế, Tiêu Viêm mới vừa lòng cười. Xoa xoa đầu U Tuyền, nói, cố lên, hy vọng lần sau ta trở về, ngươi đã tiến vào đấu hoàng. Dứt lời, hắn cũng không nán lại quá lâu, thân hình chợt động, hóa thành một đạo lưu quang bay vụt về phía hậu sơn trong những ánh mắt kính sợ của mọi người. Nhìn thân ảnh dần đi xa của tiêu viêm, lúc này U tuyển mới sụ mặt xuống, có chút miếu máu nói, toi rồi, vậy mà lại trở thành đệ tử của thiếu các chủ. Như vậy không phải cơ hội sau này sẽ thấp đi rất nhiều sao. Mình không thể bỏ cuộc vì cái danh phận ký danh đệ tử này được, nhất định phải kiên trì đến cùng. Nói đến đây, U tuyển vung vung nắm tay, sau đó chộp về bóng lưng đã đi xa của tiêu viêm, phẳng phất như muốn chộp hắn vào tay mình vậy lão sư, cũng có thể bồi dưỡng. Bưu hán A, chật chật. mươi 1369, lôi kéo nhân thủ. Khi tiêu viêm tới hậu sơn tinh giới, một cái động đen nhánh lớn chừng 10 trượng đang từ từ xuất hiện trên đỉnh một ngọn núi. Một cỗ không gian chi lực cuồng bạo không ngừng trào ra từ bên trong, sau đó khuếch tán vào trong không khí. Lão sư, thành công rồi. Thân hình tiêu viêm trượt lóe lên, xuất hiện ở một chỗ cách trùng động không xa lắm. Nhìn đạo thân ảnh già nuôi trước mặt, hắn vui vẻ nói. Ừ, dược lão mỉm cười gật đầu rồi lão chợt xoay người lại nhìn về phía tiêu viêm nói con gặp tiểu cô nương kia chưa tiêu viêm tự nhiên biết tiểu cô nương mà dược lão ám chỉ chính là u tuyền hắn lập tức cười khổ gật đầu nói đã gặp rồi thiên phú rất khá nếu được bồi dưỡng cẩn thận thành tựu chắc chắn sẽ không tầm thường đã nhận làm đệ tử chưa dược lão cười khẽ nói lấy con mắt tinh tế của lão người được lão nhìn chúng vô cùng ít ỏi riêng điều này thôi đã chứng minh thiên phú của u tuyển cao đến mức nào rồi tiêu viêm gật đầu thêm lần nữa kể tóm tắt lại những chuyện lúc nãy khi nghe đến đoạn u tuyển chỉ chịu làm đệ tử ký danh dược lão cũng không nhịn được mà bật cười một tiếng lão chợt lắc lắc đầu nói ký danh thì ký danh vậy dù sao con cũng không cần quan tâm đến việc này dạ vậy bao giờ thì con có thể xuất phát tiêu viêm gật gật đầu trầm ngâm nói chắc phải chờ thêm mấy ngày không gian trùng động vừa được tạo ra, bên trong vẫn chưa ổn định cho lắm. Vả lại, ta nghĩ vẫn nên tìm thêm một số nhân thủ khác nữa. Chắc chắn bên Sư Minh Tông sẽ có không ít cường giả của hồn điện, vì vậy chúng ta phải chuẩn bị thật chu đáo." Dược lão nói. "Nhân thủ khác?" Tiêu Viêm nhíu mày, "Ít nhất cũng phải là cường giả đạt tới đấu tôn thì mới phát huy được tác dụng trong trận chiến này. Nhưng Tinh vẫn các có thể phái ra hơn 10 vị khách khanh trưởng lão là đã tốt rồi, tìm những người khác ở đâu đây?" ha ha xem ra con đã quên mất hiệu triệu lực của luyện dược sư rồi ta đã cho người phát tán tin tức mời gọi cường giả giúp đỡ điều kiện là ít nhất cũng phải đạt tới đấu tôn mà thù lao là mỗi người ba viên bát phẩm đan dược nhưng đan lôi mấy màu thì còn phải xem xét từ thực lực cho đến cống hiến của họ dược lão giảo hoạt cười nói ta tin sẽ có không ít người tới đến lúc đó con dẫn bọn họ đi tây bắc đại lục đánh tan sư minh tông tiêu viêm gật gật đầu chợt bất đắc dĩ nói nhưng như vậy có phải quá nhiều không mỗi người ba viên bát phẩm đan dược nếu hai ba mươi người đến thì cũng không phải một con số nhỏ a à. yên tâm chỉ cần là đan dược dưới cửu phẩm thì không thành vấn đề dược lão tùy ý cười lấy thực lực bây giờ của lão xác suất luyện chế thành công bát phẩm đan dược là khá cao bởi vậy tuy số lượng khá nhiều nhưng cũng không phải không lấy ra được nghe vậy tiêu viêm cũng chỉ có thể gật gật đầu hắn biết nếu một mình hắn đi tây bắc đại lục dù có thể một mình ngăn cơn sóng giữ đi chăng nữa thì cũng sẽ rất khó khăn nếu có thêm nhiều sự trợ giúp, không thể nghi ngờ là sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Nếu đã vậy thì cứ chờ thêm mấy ngày nữa xem. Không gian trùng động đã được xây dựng xong, mà trong mấy ngày tiếp theo, tinh giới cũng trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản, chính bởi vì thông báo mà Dược lão ban bố. Năm đó khi còn ở Trung Châu, lão đã có được hiệu triệu lực khá lớn, bây giờ lại tiến vào cảnh giới bán thánh, đương nhiên sẽ hơn trước kia rất nhiều. Bởi vậy, khi thông báo này vừa lan truyền, cả Trung Châu đều hơi chấn động ba viên bát phẩm đan dược dù đối với cường giả đấu tôn thì cũng có được sức hút không hề yếu một số cường giả có tông môn vì sợ sẽ gây liên lụy nên cũng không dám tùy ý tiếp nhận lời mời trợ giúp nhưng trung châu ngọa hổ tàng long đương nhiên sẽ không thiếu các tán tu có thực lực cường đại bọn họ độc lai độc vãng không bị ái ước thúc cho nên cực kỳ tự do vì vậy sau khi nhận được lời mời cũng không do dự quá lâu liền trực tiếp đi đến tinh vẫn cát mà đối với hiệu quả đạt được từ việc này tiêu viêm cũng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc một phần là vì hiệu triệu lực kinh khủng của dược lão một phần là hắn nhận ra đã tự coi thường chính mình ở trung châu bây giờ hắn cũng không phải một tên vô danh mà chẳng ai biết tới nữa bát phẩm luyện dược tông sư với thân phận này dù hắn đi đâu thì cũng sẽ có người khách khách khí khí tiếp đãi chẳng qua từ lúc đi vào trung châu các thế lực mà tiêu viêm tiếp xúc đều không phải hạng tầm thường bởi vậy hắn mới không cảm thấy thân phận tông sư này mang đến bao nhiêu chỗ tốt cho mình mà thôi bởi vì lời mời kia không khí trong tinh vẫn cách náo nhiệt chừng ba ngày mà trong ba ngày này dược lão cũng tự mình chọn ra hai mươi vị cường giả trong số những người đến hai mươi người này đều có thực lực từ tam tinh đấu tôn trở lên trong đó ba người mạnh nhất thậm chí đã đạt tới bát tinh đấu tôn chỉ yếu hơn tiêu viêm một chút mà thôi ba ngày sau trên hậu sơn tinh giới mấy chục đạo thân ảnh lăng không mà đứng từng luồng khí thức mênh mông tràn ra xung quanh cuối cùng bao phủ lên vùng trời này dưới cỗ uy áp khủng bố như vậy giống như cả trời đất đều trở nên run rẩy vậy. Các vị, chắc hẳn mọi người đã biết mục đích chuyến này của chúng ta. Sau khi đến Tây Bắc Đại Lục, ta hy vọng mọi người có thể nghe sự chỉ huy của ta. Đứng trước phần lớn thân ảnh, tiêu viêm cười thản nhiên, nói. Thiếu các chủ cứ yên tâm, một thế lực ở vùng Man Di mà thôi, không tính là gì. Đối với lời nói của tiêu viêm, 20 cường già được mời đến đều gật đầu cười. Mặc dù tiêu viêm nhỏ tuổi hơn bọn họ, nhưng khí tức hùng hồn phát ra từ người hắn đã làm cho họ biết, thực lực của thanh niên đứng trước mặt này cao hơn họ rất nhiều. Vì vậy, với cái gọi là chỉ huy này cũng không có kháng cự quá lớn. Huống chi, họ cũng biết thân phận của thanh niên trước mặt này. Thiếu các chủ không cần quá lo lắng, chúng ta nhận được lời mời của dược các chủ, tất nhiên sẽ không nửa đường đổi ý, dù sao cũng chỉ mới nhận một nửa thù lao mà thôi. Đứng phía trước mọi người, một lão giả mặt đỏ cười sang sảng nói: "Vậy làm phiền Hồ lão tiên sinh rồi." Tiêu Viêm chắp tay với lão giả mặt đỏ này, lão là người có thực lực mạnh nhất trong 20 cường giả được mời đến, thực lực đã đạt đến bát tinh đấu tôn. Mà thứ càng đáng nhắc tới hơn là hai cường giả bát tinh đấu tôn, khác cũng đều là em sinh ba của vị lão giả mặt đỏ này. Từ lúc sinh ra, cả ba người đã tu luyện cùng một chỗ với nhau, tới tận bây giờ cả ba đều chưa cưới vợ sinh con. Vì vậy, sự ăn ý giữa họ cực kỳ cao, ba người liên thủ lại đủ để đối chiến với cường giả cửu tinh đấu tôn. Nguồn chuyện, dứt lời, tiêu viêm nhìn về phía dược lão, nói, vậy con lên đường đây. Ừ, những tên kia chỉ được mời đến, không cần quá tin tưởng họ. Về phần mấy vị khách khanh trưởng, lão thì con có thể tin cậy họ. Mà họ cũng nắm được tình báo về các thế lực ở Tây Bắc Đại Lục nhiều hơn con. Dược lão gật gật đầu, chợt chỉ về phía 10 lão giả mặc áo bào của tinh vẫn cát, thấp giọng nói. Nhìn những khách khanh trưởng lão này, trong lòng tiêu viêm cũng thầm than. Chuyến này gần như dược lão đã phái một nửa lực lượng của tinh vẫn cát theo hắn rồi nhưng nơi này có một cường giả bán thánh như lão tọa trấn, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì. Cộng thêm 10 vị khách khanh trưởng lão của Tinh vẫn các này, đoàn người của họ đã có tổng cộng hơn 3 người người, mà những người này đều là cường giả cảnh giới đấu tôn. Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Viêm liền có một cảm giác khác thường. Đội hình như vậy dù nhìn khắp Trung Châu thì cũng đã là cực kỳ cường hãn. Dù muốn tiêu diệt một thế lực lớn như Băng Hà, cốc thì chỉ sợ cũng sẽ không khó khăn dưới sự càn quét của đội hình này, dù sư minh tông có hồn điện, là chỗ dựa thì cũng sẽ chẳng chiếm được bao nhiêu thượng phong. Lúc này đây, mấy người tiêu viêm đã hoàn toàn đặt xuống tiền vốn. Thấy mọi người đã chuẩn bị xong hết, dược lão cũng mỉm cười chậm rãi bước ra, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên. Nương theo hành động này của dược lão, không gian trùng động kia đột nhiên dậy sóng kịch liệt. Một cỗ dao động không gian vô cùng cuồng bạo khoách tán ra từ bên trong, thậm chí còn mơ hồ nghe được những âm thanh ẩm ẩm như tiếng sấm truyền ra, sau đó vang vọng trong mảnh thiên địa này, khi dao động truyền ra, không gian trùng động cũng chậm rãi xoay tròn, từng luồng lực hút nhẹ nhẹ chậm rãi truyền ra từ bên trong. Tiêu Viêm, đây là quyển trục của trùng động, nó vẫn chưa xác định tọa độ của đầu kia. Khi con tới nơi, tìm một chỗ an toàn rồi xé nó ra là sẽ tạo thành thông đạo, hơn nữa nó đã được luyện chế để có thể tồn tại vĩnh viễn. Dược lão búng tay, một quyển trục màu đen bay về phía Tiêu Viêm, bên trong truyền ra không gian chi lực vô cùng kinh khủng. Tiêu Viêm cẩn thận tiếp nhận quyển trục, thu nó vào trong nạp giới, sau đó đưa mắt nhìn không gian trùng động đang xoay tròn phía trước mặt kia. Hắn hít sâu một hơi, vung mạnh tay lên. Đi thôi. Vừa dứt lời, thân hình Tiêu Viêm tiên phong vọt lên, hóa thành một bóng đen trực tiếp lướt vào không gian trùng động đen ngòm kia. Gia Mã Đế Quốc, Đại Ca, Nhị Ca, Thải Lân, ta về rồi đây. Khi thân hình sắp lướt vào trùng động, bàn tay ẩn trong tay áo của Tiêu Viêm chậm rãi nắm chặt lại. Chương 1370, Ải Huyền Hoàng trên bình nguyên vô tận, từng trận bão cát không ngừng càn quét thổi qua. mặt trời đã chết xuống cuối chân trời, ánh tà dương le lói phủ thêm cho mảnh đất này một lớp áo mỏng màu hồng nhạt. trong lúc mơ hồ dường như còn có huyết quang yêu dị lóe lên. cảnh trên bình nguyên không có dấu chân con người, chỉ có tiếng gió rít u u không ngừng nghỉ. lúc này không gian hư vô đột nhiên dậy sóng kịch liệt, một hố không gian đen ngòm không lồ chậm rãi xuất hiện. hố đen vừa xuất hiện, bên trong trượt chuyển ra từng đợt dao động như sóng gợn nhiều đạo thân ảnh chợt lăng không bước ra từ trong đó, cuối cùng dừng lại trên mảnh bình nguyên này. Đoàn người này khoảng hai ba mươi người, mà thoạt nhìn cũng không quá thu hút. Nhưng nếu ai đó có cảm giác nhạy cảm đến gần đây, chắc chắn sẽ kinh hãi phát hiện ra uy áp khủng bố tràn ra từ bọn họ. Bạn đang đọc truyện tại HTTP, Chu Yên Phun, VN đây chính là Tây Bắc Đại Lục. Đáp xuống mặt đất, một vị lão giả mặt đỏ kinh ngạc nhìn lướt qua xung quanh, sau đó quay đầu nhìn về phía một thanh niên mặc áo đen đứng trong đám người nhìn khuôn mặt quen thuộc của hắn đây rõ ràng là đoàn người của tiêu viêm vừa thông qua không gian trùng động đi tử tinh vẫn các đến tây bắc đại lục đối với ánh mắt của hồ lão đại tiêu viêm khẽ lắc đầu tây bắc đại lục cũng rất rộng lớn khu vực hắn biết chỉ là những đế quốc gần với gia mã đế quốc mà thôi tự nhiên sẽ không biết đây là nơi nào thiếu các chủ nơi này hẳn là phía bắc của tây bắc đại lục vì chưa có tọa độ chính xác không gian trùng động mà các chủ thiết lập chỉ có thể truyền tống chúng ta đến một nơi bất kỳ trên tây bắc đại lục mà thôi. Bên cạnh tiêu viêm, một lão giả áo trắng quét mắt nhìn bốn phía, sau đó lấy bản đồ ra từ nạp giới. Giờ phút này, trên bản đồ có hơn phân nửa khu vực bị một cái đầu sư tử giữ tợn chiếm lĩnh, mà nửa còn lại thì chỉ ghi một chữ viêm. Nói vậy, đây hẳn là phạm vi thế lực mà viêm minh và sư minh tông chiếm cứ. Theo tình báo mà chúng ta lấy được, khu vực phía bắc này đã rơi vào tay sư minh tông. Nói cách khác, chúng ta bị truyền tống tới phạm vi thế lực của sư minh tông. Nhưng điều này cũng không đáng lo ngại. Ở phía bắc này không có nhiều cường giả của Sư Minh Tông, lực lượng chính của chúng hầu hết đều tập trung ở nơi giao chiến với Viêm Minh. Lão giả áo trắng trầm ngâm nói, chỉ cần chúng ta đi về phía tây bắc, vượt qua một số cửa ải là sẽ đến được địa bàn của Viêm Minh. Nhìn địa đồ, Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Đoàn người bọn họ có hơn 30 vị đấu tôn, chỉ cần không gặp phải chủ lực của Hồn Điện và Sư Minh Tông thì đã quá đủ để san bằng tất cả cản trở. Bởi vậy, muốn tới Viêm Minh cũng không phải việc gì quá khó khăn. Nếu vậy thì nên khởi hành thôi, tiện đường thu thập thêm một số tin tức về tình hình bây giờ của Tây Bắc Đại Lục. Các vị cố gắng thu liễm khí tức, nghe theo sắp xếp của ta, không nên xông loạn. Tiêu Viêm quay đầu lại, nhìn về phía Tây Bắc, sau đó vung tay lên, mũi chân điểm nhẹ xuống mặt đất, thân hình hóa thành một đạo lưu quang lướt nhanh về phía trước. Sau lưng hắn, nhiều tiếng xe gió vang lên, từng đạo thân ảnh cũng theo sát phía sau. Đoàn người thẳng tiến về phía Tây Bắc. Giờ đây, mảnh địa vực này đã nằm trong phạm vi khống chế của Sư Minh Tông bởi vậy trên đường đi họ cũng gặp phải quân đội và cường giả của sư minh tông trú đóng ở một số nơi nhưng cái gọi là cường giả này nhiều lắm cũng chỉ là đấu tông trong mắt tiêu viêm họ chẳng hề có chút uy hiếp nào cả bởi vậy cả hành trình không hề gặp chút cản trở nào ngược lại còn moi được khá nhiều thông tin về tây bắc đại lục từ miệng của đám cường giả của sư minh tông này mà những tin tức lấy được này như một tảng đá đè nặng trong lòng tiêu viêm vì thế cục đã nghiêm trọng hơn dự đoán của hắn rất nhiều địa bàn mà viêm minh, dốc sức mở mang trong những năm gần đây đã co rút lại gần một phần ba. Và lại, tốc độ rút lui còn không ngừng tăng nhanh, từ đó có thể thấy được hồn điện đã phái ra lực lượng mạnh cỡ nào, cho hành động lần này. Mà trong những tin tình báo này, tiêu viêm cũng biết được phần lớn cường giả của viêm minh, hiện đang tập trung tại ải huyền hoàng trên khe suối huyền hoàng. Nơi đó là cứ điểm quan trọng nhất ngoài đại bản doanh ở Gia Mã, đế quốc của viêm minh. Nếu nó bị đánh chiếm, tuyến phòng ngự trong vòng ngàn dặm cũng sẽ tự động tan tác theo hậu quả của việc này chính là Viêm Minh bị đẩy về ra mã đế quốc tất cả những cố gắng trong mấy năm nay đều sẽ đổ xuống sông xuống biển bởi vậy cường giả của Viêm Minh và một số tông phái khác hợp lực với Viêm Minh chống cự Sư Minh Tông đều đang tập trung ở Ải Huyền Hoàng Sư Minh Tông có chỗ dựa là Hồn Điện chúng đã đủ thực lực để quét ngang hầu hết các thế lực ở Tây Bắc Đại Lục này rồi chưa kể đến nhiều cường giả bị chúng ép buộc dụ dỗ nữa bởi vậy ở Tây Bắc Đại Lục này không có thế lực nào có thể chân chính kháng cự được với chúng dù là viêm minh cũng đang ở thế hạ phong ải huyền hoàng chính là nơi hai bên giao tranh mà đương nhiên sư minh tông sẽ không dễ dàng bỏ cuộc theo lời của một vị cường giả gia nhập vào sư minh tông cường giả và quân đội tinh nhuệ của chúng đã tập trung hết đến khe suối huyền hoàng xem bộ dáng này rõ ràng là muốn dùng biện pháp mạnh để cướp lấy ải huyền hoàng tiến gần hơn một bước đến việc chiếm lĩnh cả tây bắc đại lục lấy được những tin tức không tốt này cũng làm cho tiêu viêm không thể không tăng tốc độ Hắn phải đến Ải Huyền Hoàng trước khi Sư Minh Tông chiếm được nơi đó, nếu không, tổn thất lúc đó của Viêm Minh sẽ vô cùng lớn. Khe Suối Huyền Hoàng nằm ở nơi giao tiếp của hai dãy núi. Vì địa hình, nơi này là một căn cứ dễ thủ khó công do thiên nhiên tạo thành. Phía trên bầu trời của khe suối có những cơn gió cực kỳ âm hàn, dù là cường giả đấu hoàng cũng không dám để nó dính đến người. Dãy núi hai bên của cửa ải như được bổ ra từ một chiếc búa khổng lồ, bên vách cực kỳ trơn nhẵn, mà hai dãy núi lại rất hùng vĩ nên dù là một số cường giả đấu hoàng cũng không thể trực tiếp vọt qua được mà ải huyền hoàng lại đứng sừng sững ở giữa khe suối trong phạm vi ngàn dặm chỉ có nơi này mới có thể đi qua thậm chí ngay cả một số đế quốc nhỏ ở gần đây cũng phải dựa vào nó để giữ liên hệ có được địa thế được trời ưu ái như vậy tầm quan trọng của ải huyền hoàng không cần nói cũng biết năm đó để cướp lấy nơi này không biết viêm minh đã phải trả giá đắt đến thế nào bên ngoài ải huyền hoàng là một thảo nguyên trải dài không thấy điểm cuối đứng trên phía cao có thể quan sát được hết tất cả động tĩnh trên thảo nguyên nhưng hiện giờ mảnh thảo nguyên này lại bị hắc vụ mù mịt bao phủ dưới hắc vụ còn có thể mơ hồ nghe được những tiếng chém giết đinh tai nhức óc một luồng sát khí ngập trời tràn ra từ đó làm sắc mặt những người đứng trong ải huyền hoàng đều vô cùng ngưng trọng một tòa kiến trúc đứng sừng sững ở giữa cửa ải bên trong nó có một đại điện vông rộng lớn giờ phút này không ít người đang ngồi trong đại điện nhưng không ai mở miệng nói gì bầu không khí nặng nề áp lực bao phủ cả tòa đại điện trên chủ vị của đại điện một thân ảnh lả lướt nóng bỏng lười nhác dựa vào lưng ghế khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp mơ hồ có vẻ mệt mỏi nhưng đôi đầy mị lực vẫn ẩn chứa sự kiêu ngạo và uy nghiêm của thượng vị giả phần ngạo khí này dù năm tháng trôi qua cũng không thể làm nói nhạt đi mà trong viêm minh trừ mỹ đỗ toa nữ vương ra thì còn ai có được loại ngạo khí như thế nữa thời gian trôi qua không để lại bất cứ dấu vết nào lên nàng ngược lại nó còn làm cho vẻ đẹp mặn mà kia càng thêm nồng đậm các vị đại quân của sư minh tông đã tiếp cận hôm nay vẫn chỉ tấn công kiểu thăm dò nhưng có lẽ không quá ba ngày nữa chúng sẽ chính thức động thủ trong đại điện trầm mặc thải lân đảo mắt qua toàn trường từng khuôn mặt quen thuộc nhất thời xuất hiện băng hoàng hải ba đông đan vương cổ hà pháp mã so với năm đó họ đã có phần già đi nhưng khí thức lại cường đại hơn rất nhiều hiển nhiên trong mấy năm này thực lực của họ đã tinh tiến rất nhiều Nghe được lời này của nàng, tất cả mọi người đều trầm mặc. Thấy vậy, một nam tử ngồi trên xe lăn khẽ thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói, thế lực của sư minh tông quá mạnh. Số lượng cường giả đạt tới cảnh giới đấu tôn hơn xa chúng ta. Nếu giao chiến trực diện, chắc chắn chúng ta sẽ không địch nổi. Nói đến đây, tiêu đỉnh cười khổ một tiếng. Trước thực lực tuyệt đối, cho dù mưu kế có tinh minh đến đâu, chu toàn đến đâu thì cũng sẽ mất đi tác dụng. Mấy năm nay, viêm minh đã gặp rất nhiều khó khăn, nhưng đây là lần làm cho hắn cảm thấy vô lực nhất, nếu thật sự không còn cách nào khác thì liều mạng đi. Tiến không được, lùi cũng chẳng xong, cứ thế này không bằng giải quyết một lần cho xong. Bên cạnh tiêu đỉnh, một nam tử có khuôn mặt đầy hung lệ lạnh lùng nói. Nhìn dung mạo quen thuộc này, rõ ràng là nhị ca của tiêu viêm, tiêu lệ. Nghe tiêu lệ nói vậy, trong lòng tất cả mọi người đều nặng trịch. Thật sự đã nghiêm trọng tới mức đó sao? Chưa cần phải như vậy, tiêu đỉnh đột nhiên lắc đầu, phá tan không khí trầm mặc một ngạt hắn ngẩng đầu lên nở một nụ cười thản nhiên nhẹ giọng nói theo lời của mấy người tiểu y tiên trong khoảng thời gian này tam đệ sẽ quay về viêm minh soạn lời này vừa ra tất cả ánh mắt trong đại điện đều đổ dồn về phía tiêu đỉnh ngay cả thải lân trên chủ vị cũng không ngoại lệ tam đệ của tiêu đỉnh một số cường giả gia nhập vào viêm minh muộn có thể chưa tận mắt nhìn thấy người này nhưng đều đã nghe nói đến bởi vì thanh niên tên tiêu viêm kia mới thật sự là người sáng lập ra viêm minh này năm đó người thanh niên này đã sáng lập ra không ít kỳ tích bởi vậy tuy viêm minh vẫn do thải lân cầm quyền nhưng trong lòng rất nhiều người tiêu viêm mới là lãnh tụ tinh thần thật sự nhìn đại điện thoáng chốc đã trở nên xuôi trào tiêu đỉnh mỉm cười trao đổi ánh mắt với tiêu lệ bên cạnh một cái trong mắt cả hai đều có sự kiêu ngạo không thể che giấu phần kiêu ngạo này đến từ huynh đệ ruột thịt của họ đến từ thanh niên tên là tiêu viêm đó tam đệ đệ rời đi lâu như vậy rồi cũng nên đến lúc quay lại a à nhìn lên bầu trời đêm ngoài đại điện tiêu đỉnh khẽ lẩm bẩm trong lòng